Chương 1641, Thu hoạch và Búc Kỳ 2 Chú Phạm mở phù đại của người đang mặt nạ trước, trong phù đại có một chồng ngân phiếu, bốn bình đan dược, một quyền điển tịch cùng với một số phù. Chú Phạm đầu tiên là nhìn bản điển tịch đó, đó là công pháp khí cương đoạn có tên âm ẩn tuyến cương, hiển nhiên là tịch kỹ độc môn của người đang mặt nạ. Đáng tiếc Chu Phạm đã có vô cực đao cương, hắn tất nhiên sẽ không cân nhắc tới âm ẩn tuyến cương, nhưng âm ẩn tuyến cương này quỷ dị mời phòng, là một quyển công pháp khí cương đoạn hiếm có, có thể lấy ra để đổi lấy tài nguyên không tồi. Chú Phàm lại đếm ngân phiếu một chút, 30 vạn huyền tệ, hắn mua ngân phiếu, lúc này mới nhìn về phía phù đại của người áo đen, phù đại của người áo đen thì keo kiệt hơn nhiều, chỉ có 50 vạn huyền tệ ngân phiếu cùng với ba bình đan dược và một số phủ. Có lẽ người áo đen này đã cất thứ đáng giá của mình ở nơi kín đáo. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không phải mỗi võ giả đều sẽ tùy thân mang theo một lượng lớn tài vật của giá trị, dẫu sao nếu bị mất, tổn thất sẽ rất lớn. Chu Phàm buông phù đại của người áo đen thực nhật giáo, hắn mở phù đại của tu sĩ đạo cảnh cảnh giới của tu sĩ đạo cảnh này không tính là cao chắc là cấp thấp nhất ngay cả khí cụ chữ vật cũng không có chỉ có thể sử dụng phù đại Chú phàm mở phù đại của tu sĩ đạo cảnh phát hiện hai bình đan dược ba đạo ngân cấp phù cùng một số phù phụ trợ một quyền điển tịch bìa lang ngân phiếu cùng với một quyền điển tịch bìa đen Chú phàm đầu tiên là lật xen điển tịch bìa lang rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng điển tịch bìa lam là chớ thể thuật là thuật pháp tu sĩ đạo cảnh có thể sử dụng đêm nay tu sĩ đạo cảnh đó sử dụng chính là chớ thể thuật tập pháp này có thể thôi diễn nguyên dù thân thể người như khiến thân thể người suy yếu hoặc là đó tay chân người đột nhiên đứt ra có một số nguyên du có thể thời gian vừa hết là có thể giải trừ có một số thì không thể giải trừ như tay chân đứt rồi vậy chính là đứt trừ khi tự mình nghĩ biện pháp nối lại khiến trúc phàm có chút thất vọng là cho thể thuật này bình thường chỉ có thể có tác dụng với võ giả đạo cảnh trở xuống nếu là tu sĩ đạo cảnh bọn họ có thể thoải mái chống đỡ thuật pháp như vậy võ cảnh và đạo cảnh là cách biệt một trời một vực một chỗ cường đại của tu sĩ đạo cảnh là có thể thi triển đủ loại thuật pháp võ giả rất khó chống đỡ được thuật pháp như vậy chu phàm lại buông chớ thể thuật chớ thể thuật này cho dù có kém tới mấy đó cũng là một môn thuật pháp của tu sĩ đạo cảnh so với công pháp khí cương đoạn vừa rồi thì giá trị là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn tờ cao tượng thư viện cao tượng nghi lan ti phủ không có điển tịch thuật pháp hiển nhiên những thứ này sẽ không tùy tiện chuyên ra ngoài sau khi chu phàm buông chớ thể thuật hắn lại lòng đầy chờ mong cầm lấy điển tịch bìa đen nhưng rất nhanh hắn tại ngây ra điển tịch bìa đen này không phải thuật pháp công pháp võ kỹ gì cả mà là một quyển bút ký đó chính là bút ký tu sĩ đạo cảnh viết sau khi chu phàm lướt qua những di chết nhàm chán lại phát hiện tự thuật có liên quan tới hắn trải qua vất vả tìm kiếm ta đã phát hiện ra hắn cái hộp chính là ở trên người hắn chuyện này không thể sai được ta khẳng định cảm ứng được sự tồn tại của hộp bút ký viết như vậy nhưng ba vì sao lại chết vì sao hộp lại ở trên người võ giả Nghi Loan Ti này? Trải qua điều tra, người này là chấn phủ sứ của Nghi Loan Ti. Thân phận này ta cũng không bận tâm, chỉ là 3288 chết rất kỳ quái. Ta hoài nghi có cao nhân giúp chu phàm này. Trước khi chưa nắm rõ, ta quyết định tiếp tục quan sát hắn. Rất nhanh, ta phát hiện một chuyện kỳ quái. Có người đưa cho hắn một phong thư, khiến hắn biết ta trốn trong chỗ tối. Rốt cuộc là ai? Ta một mực giám thị hắn, nhưng rất cẩn thận, chắc không ai phát hiện ra ta mới đúng cho dù phát hiện ra ta cũng không nên gửi thư cho người này mà là lén lút nói với người này mới đúng ta không biết trên thư viết gì nhưng hành động của hắn biến thành rất cẩn thận hiển nhiên là đã phát hiện ra ta nội dung của thư thì không cần nghĩ cũng biết về sau thậm chí có tu sĩ đạo cảnh lợi hại đang tìm kiếm ta may mà ta đã sớm phát hiện không đúng trốn đi bằng không thì nguy rồi người này rất không đơn giản hiện tại lại biết sự tồn tại của ta ta phải cẩn thận hơn mới được đừng giống như 3288 bị chết một cách mạc danh kỳ diệu sau đó trên bút ký đều là các loại chuyện tu sĩ đạo cảnh này nghĩ cách giám thị chu phàm chu phàm đọc xong bút ký trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên chương 1642, nghìn ăn xương cốt tuy rằng không phải tu sĩ diện thủ hội viết vậy lúc đó là ai viết chu phàm chưa từng hoài nghi điều này bởi vì có thể biết hộp của 3288 cờ trên người hắn sẽ chỉ là tu sĩ diện thủ hội, còn ai có thể biết việc này. Viết thư này là vì cảnh tỉnh ta hay là có mục đích khác, trên mặt chu phàm lộ ra vẻ nhi hoặc hắn có một loại cảm giác không rét mà run việc này quá kỳ quái chu phàm nghĩ tới vỡ cả đầu không nghĩ ra ai sẽ biết việc này chuyện của ba hắn chưa từng nói với bất kỳ ai chu phàm nhíu mày suy nghĩ một lúc hắn rất buồn ngủ hắn biết hắn không thể kéo dài được nữa cần phải ngủ hắn vội vàng thu thập thứ trên mặt bàn nằm xuống ngủ trong sương mù mênh mông thân ảnh của thực phù và chu phàm đều hiện ra ở trên truyền chu tiểu nghiêu ngồi cạnh bàn vuông trước người nàng đặt một đĩa đồ chỉ là sương mù lượn lờ, họ có thể thấy rõ là gì. thực phù quan tâm nhìn chu phàm hỏi, đêm nay vì sao lại muộn như vậy? xảy ra một số việc, hiện tại mới dành ra được thời gian. chu phàm thu hồi tâm mát, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nói chuyện đêm nay với thực phù. chu phàm nói xong, thực phù chưa mở miệng, chu tiểu miêu đã bung mũ cả giận nói, ngươi nói tu sĩ đạo cảnh đó bị ngươi làm thịt rồi, ngay cả một võ thức đoạn cũng không đánh lại, rác rưởi, phế vật, mu xuân. Chu Tiểu Miêu phẫn nộ là ở chỗ tu sĩ đạo cảnh đó quá phí. khiến nàng mất một lần cơ hội phụ thân. Chu Phàm đương nhiên hiểu, hắn chỉ cười khẽ một tiếng, lúc ấy hắn không gọi Chu Tiểu Miêu phụ thân, chính là tình huống quá khẩn cấp, muốn tự mình thử một chút, sau đó một lần đã thành công. Xem ra tu sĩ đạo cảnh cũng không phải không thể giết, ít nhất hiện tại hắn thể làm được, đương nhiên dưới tiền đề là tu vi của tu sĩ đạo cảnh không thể quá cao. Tóm lại như vậy có thể tiết kiệm một lần phụ thân, Chu Phàm vẫn hài lòng. Sương mù trước bàn bồng bình rời khỏi bàn vuông, Chúc Phàm nhìn thấy đồ trên đĩa thức ăn, đó là đầu xương trắng bị cắt ra, ngươi ăn cái gì vậy? Chúc Phàm không nén được tò mò hỏi. Xương cốt của hồn ngư." Chu Tiểu Miêu dụng mặt nói. Nói cách khác hợp đồng phụ thân vì tu sĩ đạo cảnh xem như hủy bỏ, xương cốt của hồn ngư cũng có thể ăn à?" Khe mắt Chu Phàm rực rật. hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. "Nếu ngươi không muốn hủy bỏ cũng được, nói không chừng đối phương vẫn có thể tiếp tục phái tu sĩ đạo cảnh tới giết ta. Đến lúc đó sẽ tìm ngươi hỗ trợ, vẫn là hợp đồng như vậy." nói thừa, ngươi không thấy ta đang ăn à. Chu Tiểu Miêu nói xong cầm đũa gắp một khối xương cốt, bỏ vào trong miệng nhai nuốt, chỉ là vị đạo không tốt lắm, ngươi không muốn hủy bỏ hợp đồng được, nếu ngươi gặp phải địch nhân khó giải quyết đều thể gọi ta, vậy cảm ơn Chu Tiền Bối trước. Chu Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi, đã không dễ ăn. Vì sao ngươi lại muốn ăn? Chẳng lẽ ngươi nhào đến chỉ có thể ăn xương cốt à? Đánh rắm, Chu Tiểu Miêu nói với vẻ khinh thường, loại đồ ăn này muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, tăng dương cốt đương nhiên là vì dùng hình bổ hình ta vẫn muốn cao lên một chút muốn cao lên một chút chu phàm nhìn chu tiểu miêu giống như tiểu hài tử Khóe miệng hắn giật giật nói loại tu sĩ cảnh giới tiệt diệu như ngươi cho dù muốn đổi một bộ thân thể cũng không có vấn đề gì chẳng lẽ lại bị vấn đề này làm khó ngươi không hiểu đâu chu tiểu miêu cười khẩy nói có lẽ ngươi sau này sẽ biết hiện tại tu sĩ đạo cảnh đó bị ngươi giết trước đây ngươi đã từng đáp ứng sau khi chuyện tu sĩ đạo cảnh được giải quyết ngươi sẽ cho ta phụ thân được rồi ta quả thật không hiểu giống như triệu cô nương kiên trì muốn giảm béo vậy trên mặt chu phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ bởi vì vô cực đao cương hắn nợ chu tiểu miêu một lần phụ thân hắn ho một tiếng nói có thể đợi thêm mấy ngày không lần đây việc của ta khá là nhiều sợ rằng không có thời gian quái quyệt ác mộng không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện đủ loại chuyện trông vào nhau chu phàm muốn chỉ hoãn mấy ngày trên mặt chu tiểu miêu lộ ra vẻ không vui hơn nữa ta còn lo lắng tu sĩ đạo cảnh đó có đồng bạn đến lúc đó nói không chừng phải nhiều người hỗ trợ Chu Phàm lại nói: "7 ngày, tối đa cho ngươi 7 ngày." Chu Tiểu Miêu vừa nghĩ tới vẫn có khả năng gia tăng một lần cơ hội phụ thân, 10 triệu nhà ra. Chu Phàm gật đầu lại đa tạ một câu, hắn và thực phù nói chuyện một lúc, sau khi xác nhận thực phù ở giáng mại không có vấn đề gì, hắn mới lập tức dành thời gian cân nhắc vô cực đao cương, tối nay chuyện phát sinh quá nhiều, đồng thời không thiếu nguy hiểm. Nếu hắn có thể tiến vào khí cương đoạn, vậy nguy hiểm gặp phải tối nay sẽ không nguy hiểm như vậy nữa. Chương 1643, ngày thổ lộ vẫn phải mau chóng đề cao thực lực của mình mới là vương đạo thời gian trôi qua trong lúc chu phàm cân nhắc vô cực đao cương đợi sau khi thời gian sắp hết chu phàm và thực phù biến mất khỏi chiên chu tiểu mưu đang chậm rãi ăn đầu cá nàng hư một tiếng bôi bỗ suy tư phụ thân sắp tới nàng phải chuẩn bị tốt một phen mới được lão thất phu trên này hiện tại cho phép người dẫn dắt phụ thân trên người người lên thiền khẳng định có tự tin đầy đủ rằng người dẫn dắt không thể chạy thoát chỉ là bất kể là như thế nào nàng cũng phải thử thoát đi mới được ba ngày thoáng cái đã trôi qua khiến nghi loan ti phủ bất ngờ là quái quyệt ác mộng mà bọn họ toàn thành đề phòng không xuất hiện săn mồi nhân loại nữa có thể là rời xa cao tượng thành rồi trong phòng nghị sự hoàng bất giác nhìn bốn người chu phàm nói ba ngày cũng không xuất hiện vậy có thể là sẽ không xuất hiện vậy phải bảo huyện hàng xóm và nam hương của cao tượng huyện phải đề phòng cẩn thận mới được hai quái quyệt ác mộng này là không dễ đối phó trương công công có chút lo lắng nói nếu xuất hiện ở trong hương lực lượng của hương lý không đối phó được quái quyệt ác mộng lợi hại như vậy đến lúc đó chờ bên cao tượng thành tới cứu viện, nói không chừng tất cả đều quá muộn rồi. Chỉ có thể như vậy, bảo các hương lưu ý chặt chẽ, nếu phát hiện dấu hiệu chúng xuất hiện, chúng ta lại nghĩ biện pháp, thẩm tĩnh mở miệng nói. Quái quyệt ác mộng không xuất hiện, ít nhất đối với cao tượng thành mà nói là một chuyện tốt, nhưng năm người trong phòng nghị sự lại không quá hào hứng, bởi vì lần này cao tượng thành tổn thất quá nghiêm trọng, sau hừng đông đến đó. Thi thể khắp nơi, tan hoang sơ xác Khắp nơi đều là phế tích, chỉ là dọn dẹp thi thể, đã mất tới 2 ngày nhân số tử vong cao tới 10 vạn cao tự thành một mực rơi vào trong bầu không khí đau thương chết 10 vạn người trong lịch sử đối kháng quái quyệt của đại ngụy chút nhân số này chỉ là muối bỏ biển như 10 vạn người chết trước mắt bọn trục phàm đối với bọn trục phàm mà nói mỗi một người đều là sinh mệnh sống sờ sờ nhất là bảo hộ dân chúng vốn chính là trách nhiệm của nghi lan ti cho dù sự phát đột nhiên không ai ngờ quái quyệt ác mộng có thể đột nhiên vòng qua phủ trận phòng ngự tiến vào trong thành nhưng chuyện như vậy phát sinh trong lòng ai cũng cảm thấy không dễ chịu. bọn hoàng bắt giác châm mặc một chút, thu liễm cảm xúc, bắt đầu an bài công tác nhi loan nên phụ trách sau tai nạn. bốn vị tứ chấn sứ biết chu phàm muốn tới thư viện học tập, cho nên không an bài những công tác vụn vặt này cho hắn. cho dù trận danh khác nhau, nhưng thái độ của ba vị tứ chấn sứ còn lại đối với chu phàm đều rất tốt. dẫu sao lần này nếu không có chu phàm một mình giết một con quái quyệt ác mộng, vậy chuyện sẽ rất phiền. sau khi tập nghị kết thúc, mọi người bận rộn, chu phàm không được an bài công tác nhưng hắn cũng rất bận, toàn tâm toàn ý đặt trên lĩnh hội vô cực đao cương. Hắn ý đồ tranh thủ trước khi thời kỳ phụ thân tới, tiến vào khí cương đoạn, trong nháy mắt lại qua hai ngày. Mắt thấy cách thời gian phụ thân chỉ còn lại hai ngày, nhưng Chu Phàm đã tính trước kỳ càng, hắn đã lĩnh ngộ được tình yếu của vô cực đao cương, tùy thời có thể thử đột phá tiến vào khí cương đoạn. Mấy ngày nay khẩn trương học tập khiến cho tinh thần của hắn luôn căng thẳng. Sau khi lĩnh ngộ thấu triệt vô cực đao cương, Chu Phàm quyết định thả lỏng một ngày, ngày mai mới bắt đầu tiến hành đột phá. Hắn rời khỏi khách sạn, đi trên đường phố. Sở dĩ ở khách sạn là vì hai căn nhà hắn mua một căn bị hủy triệt để, căn còn lại thì một mặt tường đã đổ, đa tu bổ. Chắc phải qua mấy ngày nữa mới có thể lại vào ở. Xem ra thời đại này mua nhà không phải một khoản đầu tư tốt. Chu Phạm có chút tự giễu nghĩ. Sau đêm đó, trong thành dần dần khôi phục sinh khí. Năng lực thừa nhận của người thế giới này đối với tai nạn là hơn xa thế giới trước kia của Chu Phạm. Dẫu sao mỗi ngày đều có khả năng bị quái quyệt tập kích, nêu quá yếu đuối đã sớm sụp đổ rồi. Trúc Phàm nhìn cảnh tượng bận rộn khởi công chung quanh, hắn không nghĩ nhiều, mà là thuê một chiếc xe ngựa. Hắn đã có mấy ngày không tới thư viện, quyết định tới thư viện một chút, nếu không có việc gì thì tới tăng thư các đọc sách coi như là thả lòng một chút. Hôm nay Chu Phàm không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Người xe ngựa, Chu Phàm rất nhanh đã tới thư viện. Sau khi hắn tiến vào thư viện, thư viện không bị tai nạn ảnh hưởng vẫn như xưa. Trọng Điền và Trương Lý lão thái gia chắc cũng chỉ hai ngày này là trở lại. Nghĩ đến đây Chu Phàm lại bất đắc dĩ lắc đầu đêm đó nếu có hai người bọn họ, Cao Tượng Thành cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Chương 1644, ngày thổ lộ 2. Nhưng không ai ngờ, bọn họ vừa rời đi không lâu đã phát sinh chuyện như vậy. Chu Phàm vừa nghĩ vừa tiến vào giảng đường của lớp chữ giáp. Xa sớm, trong giảng đường có Đỗ Nây, Hùng Phi Tú, Ly Trùng Nương, Dạ Lai Thiền Hương, Hậu Thập Tam Kiếm, Chiêu Thâm Thâm. Hôm nay nhiều người khiến Chu Phàm có chút bất ngờ, hắn cười chào hỏi các bạn học. Sáu người trong giảng đường đều chào lại Chu Phàm. Chu Đại Ca, chuyện của ngươi làm xong rồi là? Lý Trùng Nương dự dàng hỏi. Lý Trùng Nương biết Chu Phàm mấy ngày nay đều bận rộn chuẩn bị chuyện tiến vào khí cương đạn nhưng nhiều người như vậy ở đây, cho dù đều là bạn học, nhưng Lý Trùng Nương cũng không muốn để bọn họ biết. Xong rồi, Chu Phàm lại cười nói. Chú Thâm Thâm rời khỏi giảng đường trước. Chú Thâm Thâm gần đây thường xuyên xuất hiện ở thư viện, nhưng Chu Phàm cũng không biết hắn đang làm gì. Nhưng chú Thâm Thâm mỗi lần nhìn thấy hắn, đều mang theo chiến ý cực nóng. Điều này khiến Chu Phàm hiểu được. Chiếu Thâm Thâm có thể lại sắp khiêu chiến hắn rồi. Chiếu Thâm Thâm biết thực lực của hắn, nếu dám khiêu chiến hắn, chứng tỏ chiếu Thâm Thâm có thể lại sắp đột phá. Đây là định tiến vào đạo cảnh sao? Tiến cảnh của chiếu Thâm Thâm này không khỏi quá nhanh. Chu Phàm cảm thấy có một chút áp lực. Chu Phàm nói chuyện với bọn Lý Trùng Ngương, Hậu Thập Tam Kiếm và Đỗ Nê cũng rất nhanh rời khỏi phòng học. Chu Phàm nghĩ cũng tới lúc rồi. Hắn cũng muốn cáo từ tới tàng thư các đọc sách một lúc, nhưng Dạ Lai Thiên Hương lại nói với Chu Phàm: "Chu huynh, ta có một số việc muốn nói riêng với ngươi mắt của dạ lai thiên hương long lanh giống như một áo nước xuân hùng phi tú mây ra nàng thâm nghĩ quan hệ của dạ lai thiên hương và chu phàm rất bình thường có gì muốn nói với chu phàm lý trùng nương mỉm cười nói ta và tiểu tú tu ra ngoài trước chu đại ca lát nữa ta cũng có lời muốn nói với ngươi lý trùng nương nói xong còn nháy mắt mấy cái với chu phàm dường như đang cổ vũ chu phàm có gì mà ta không thể nhay hùng phi tú bất mãn oán giận chỉ là lý trùng nương đã dắt hùng phi tú rời khỏi giảng đường trong giảng đường chỉ còn lại dạ lai thiên hương và chu phàm chu phàm cảm thấy không ổn thấp thỏm bất an liên hệ với những ánh mắt cổ quái lúc trước khi dạ lai thiên hương nhìn hắn hắn nghĩ dạ lai thiên hương chắc không phải là muốn thổ lộ với ta chứ nếu là vậy ta nên đáp ứng hay là cử tuyệt nàng đây bộ dạng của dạ lai thiên hương cũng rất dễ nhìn thanh âm lại siêu dễ ngay dùng lời của thế giới hắn mà nói thì chính là người đẹp tiếng ngọt nữ tử như vậy rất ít có nam tử sẽ không sinh ra hào cảm với nàng chu phàm cũng không ngoại lệ nhưng chu phàm cảm thấy mình đối với dạ lai thiên hương vẫn chưa tới mức thích hay là cừu tiền nàng vậy chu phàm đang nghĩ dạ lai thiên hương dường như cũng đang rồi gióng không vội mở miệng nhìn cô nương mỹ lệ này chu phàm bỗng nhiên cảm thấy thì ra cự tuyệt một nữ tử đẹp như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng dạ lai cô nương ngươi muốn nói gì với ta chu phàm ho khẽ một tiếng phá tan sự châm mặc hỏi nếu chu đại ca không ngại gọi ta là thiên hương được rồi mặt dạ lai thiên hư ửng đỏ ngượng mùng nói cái này chu phạm cảm thấy không thể gọi vậy được nếu gọi nói không chừng sẽ khiến nàng hiểu lầm còn nữa vì sao ngươi gọi ta là chu đại ca còn gọi tự nhiên như vậy hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác ngươi chưa nói là có chuyện gì chu đại ca có phải ngươi nói lý tỷ tỷ có một vị hôn phu tương lai không dạ lai thiên hương không dám nhìn thẳng chu phạm hỏi đây là ám chỉ ta là không có hy vọng với trùng ngương la xem ra nàng cho rằng ta thích trùng nương rồi chu phạm vội vàng giải thích đúng vậy vị hôn phu lý cửu nguyệt của chúng nương là một bằng hữu rất tốt của ta cái này ta biết dạ lai thiên hương nói khẽ chu đại ca vậy lý cửu nguyệt là người thế nào rất tốt chu phàm ngây ra một thoáng nói hắn không rõ vì sao dạ lai thiên hương lại muốn hỏi lý cửu nguyệt là người thế nào ngươi cảm thấy hắn có xứng với lý tỷ tỷ không dạ lai thiên hương trầm mặc một chút hỏi dạ lai cô nương ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta vẻ mặt chu phàm mơ hồ hắn cảm thấy câu hỏi của dạ lai thiên hương càng lúc càng kỳ quái Thôi, ta cũng mặc kệ lý cửu nguyệt có xứng với lý tỷ tỷ hay không ta chỉ muốn nói là mặt dạ lai thiên hương đỏ bừng nàng ấp cùng nói kỳ thật ta là ta thích lý tỷ tỷ chu phàm chu phàm nhìn dạ lai thiên hương đang xấu hổ đó thẹn hắn không được tự nhiên nhếch khóe miệng cười hượng một tiếng dạ lai cô nương cái ngươi nói chắc không phải là loại thích giữa năm nữ chứ dạ lai thiên hương khẽ ừ một tiếng chương 1645, nghìn chuyển tin thì ra là ta hiểu lâm xem ra là ta quá tự kỷ Chu Phàm thầm nghĩ, hắn không nhịn được nói. Như ngươi nói với ta nhiều như vậy làm gì? Cho dù ngươi là dạ lai thiên hương như vậy, ta cũng không kỳ thị ngươi, nhưng có phải ngươi tìm lầm đối tượng rồi không? Ngươi nên nói với trùng ngương mới đúng. Dạ lai thiên hương vốn không phải là loại tinh tình bến lan này. Sau khi nàng nói ra tiếng lòng của mình, cảm giác xấu hổ trong lòng cũng lập tức trôi qua. Nàng lại tự nhiên hào phóng cười nói. Bởi vì Lý Tỷ Tỷ rất kính trọng Chu Đại Ca, cho nên ta hy vọng Chu Đại Ca giúp ta một chút. Giúp ngươi cái gì? Chúc Phàm ặc một tiếng hỏi, ta không dám ở trước mặt nói với Lý Tỷ Tỷ, hy vọng Chu đại ca có thể thay ta truyền một phong thư cho Lý Tỷ Tỷ. Dạ Lai Thiên Hương lấy ra một phong thư hồng nhạt, vẻ mặt trịnh trọng đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm, Chu Phàm không ngờ hắn không phải nhân vật chính được thổ lộ, ngược lại luân lạc thành vai diễn vụ đáng thương chuyên truyền thư. Dạ Lai cô nương, không phải ta không muốn giúp ngươi. Chu Phàm không nhận phong thư đó, hắn cười khổ nói: "Mà là ngươi tìm ta sợ rằng không thích hợp, ta và Cửu Nguyệt là bằng hữu." ngươi bảo ta truyền thư cho vị hôn thê của hắn đây không phải ngươi muốn ta giúp ngươi đào góc tường của huynh đệ ta à cho dù ngươi là nữ chu phàm yên lặng bổ sung thêm lời mình muốn nói ở trong lòng dạ lai thiên hương buồn bã nói chu đại ca kỳ thật ta biết lý tỷ tỷ sẽ không thích ta Nguyên nhân thì ngươi cũng hiểu rồi điều này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ của ngươi và vị bằng hữu đó đã như vậy vì sao còn nói ra chu phàm khó hiểu hỏi bởi vì ta không phải loại người có thể chôn giấu tình cảm dưới đáy lòng dạ lai thiên hương cười buồn nói lần đầu tiên nhìn thấy lý tỷ tỷ ta đã thích nàng cho dù nàng biết mà chắn ghét ta ta cũng muốn nói với nàng thiên hương nguyện ý vì nàng mà ca hát cả đời trong nụ cười của dạ lai thiên hương cất giấu vẻ yêu thương chu phàm cảm thấy có chút chua sót hắn thở dài một tiếng tiếp nhận lá thư này kính nhiều chu đại ca dạ lai thiên hương trang trọng hành lễ với chu phàm xoay người ra khỏi giảng đường lý trùng nương một mình bước vào hùng phi tu chắc là đi học rồi chu đại ca lý trùng nương liếc phong thư hồng nhạt trong tay chu phàm nàng cười tươi hỏi vừa rồi thiên hương thấy ta lại thanh thùng chạy mất nàng nói gì với ngươi thế trên mặt chu phàm lộ ra vẻ quái dị hắn đầu tiên là nhìn lý trùng nương lại cúi đầu nhìn thư trong tay hắn hối hận rồi vừa rồi nhất thời mềm lòng không ngờ nhận lấy thư sau này biết ăn nói thế nào với lý cửu nguyệt đây có điều chỉ là thư một nữ hài tử viết cũng không phải của nam lý cửu nguyệt chắc sẽ không để ý đâu chu đại ca là ta lắm mùng lý trùng Nương thấy chu phàm chậm chạp không nói nàng vội vàng xin lỗi trùng nương đây là dạ lai like cô nương nhiều ta đưa cho ngươi chu phàm kiên trì đưa thư cho lý trùng nương cho ta lý trùng nương ngây ra một thoáng cầm lấy phong thư như thiên hương có gì mà không thể nói trực tiếp với ta lý trùng nương vẫn mở phong thư lấy ra giấy viết thư cũng là màu hồng nhạt chu phàm xoa mũi lui về phía sau một bước để tránh nhìn thấy nội dung trên thư cho dù hắn có thể đoán được trên thư sẽ viết gì chu phàm chú ý thấy lý trùng nương đầu tiên là dừng sút sau đó là ngạc nhiên cho đến cuối cùng nàng lại ngây đơ tầm mắt nghĩ lệ đó lộ ra vẻ không thể tin nổi chu phàm cảm thấy rất thú vị hắn vẫn là lần đầu tiên thấy trùng nương luôn dịu dàng bình thản lại lộ ra sắc mặt kinh ngạc không thôi lý trùng nương xem xong tư qua một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần nàng cười khổ nói chu đại ca thiên hương nói thích ta ngươi thay nàng truyền thư nghĩ chắc cũng biết rồi chu phàm xấu hổ ừ một tiếng hắn thầm nghĩ thế này là sao hắn không biết vì sao hắn lại nhúng tay vào loại chuyện này chu đại ca ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt Lý Trùng Nương có chút buồn dâu hỏi, cái gì gọi là nên làm thế nào? Đương nhiên là cự tuyệt nàng rồi, Trùng Nương ngươi chắc không phải là muốn đáp ứng nàng chứ. Nếu Trùng Nương thật sự giác tỉnh thuộc tính nào đó mà thích dạ lai thiên hương, vậy Lý Cửu người sẽ ra sao? Lý Cửu Nguyệt liệu có sách đao làm thịt bà mối ta đây không? Chu Phàm có chút sợ hãi nghĩ, Chu Đại Ca, Chu Đại Ca, ngươi đang nghĩ gì thế? Lý Trùng Nương thấy Chu Phàm không nói gì, nàng lại hỏi, Chu Phàm thu liễm tâm tư. Cặc một tiếng nói, trùng nương là nghĩ thế nào hắn quyết định hỏi trước đã rồi tính ta cảm thấy thiên hương là một cô nương rất tốt lý trùng nương suy nghĩ một chút nghiêm túc nói chương 1646, tiến vào khí cương trong lòng chu phàm máu hắn vội nói nhưng nàng là nữ Trung nương a à, ngươi ngàn vạn lần đừng thích nữ chu đại ca nàng đương nhiên là nữ rồi lý trùng nương lường chu phàm nàng cảm thấy chu phàm đang nói thừa chu đại ca ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì thế ngươi nói ta nên uyển chuyển nói rõ với thiên hương thế nào ta và nàng là không thể ta đã có người mình thích rồi chu phàm nghe đến đây liền thở phào hắn bất đắc sĩ nói trùng nương kỳ thật loại chuyện này ngươi cứ trực tiếp nói rõ với nàng là được ly trùng nương châm mặc một chút nói đúng vậy bất kể có nói như thế nào cũng là cự tuyệt chỉ là nếu cự tuyệt thì đối với thiên hương mà nói cũng là một loại thương tổn thiên hương đáng thương con muốn ca hắc vì trùng nương cả đời chúc phàm thở dài một tiếng ta sẽ nói rõ với thiên hương Lý Trùng Nương cất giấy vào trong phong thư, lại cất thư đi. Nàng mới bất đắc dĩ nói, không ngờ Thiên Hương lại thích nữ nhân. Chu đại ca, ta vốn đang muốn tác hợp cho các ngươi. Thế hoàn toàn là làm bừa. Chu Phàm sụng mặt nói, ta không có một chút ý tứ gì với Dạ Lai cô nương cả. Chu đại ca, ngươi là thích bộ dạng gì? Ta và Cửu Nguyệt giúp ngươi xem xét một chút. Lý Trùng Nương nói, Cửu Nguyệt vẫn thường lo lắng cho trung thân đại sự của Chu đại ca. Tên gia hỏa Lý Cửu Nguyệt ngươi ở trước mặt Trùng Nương là bố trí ta thế nào là? Chu Phàm cười khổ nói, "Loại chuyện này không gấp được, xem liên phận đi, ngươi và Cửu Nguyệt cũng đừng vì loại chuyện này mà lo lắng, lời này ngươi hay là tự nói với Cửu Nguyệt đi." Ly Trung Ngương cười khẽ một tiếng nói, "Nếu không có việc của Thiên Hương, ta sớm nên nói với Chu đại ca, có tin tức truyền về, Cửu Nguyệt ngày mai là có thể đến." "Ngày mai là có thể đến à?" Trên mặt Chu Phàm lộ ra nụ cười, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không lạnh lùng lý Cửu Nguyệt rồi. Nếu là như vậy, kế hoạch tu luyện của hắn phải thay đổi một chút mới được. Trúc Phàm nghĩ tới có thể nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, rất cao hứng. Lúc hoàng hôn, thương đội đi đường khi tới biên giới địa vực cao tượng thành, mới dừng lại hạ trại qua đêm. Cách làm như vậy của thương đội là có chút đặc thù, hiện tại đã là lúc hoàng hôn, có lẽ khó có thể vào thành trước khi cửa thành đóng, nhưng rất nhiều thương đội đều sẽ không lựa chọn qua đêm ở phủ cận, mà là cân nhắc tiến vào một trong 18 thôn phủ cận, chỉ cần giao nộp một bộ phận tiên là có thể thoải mái hơn một chút, nhưng thương đội này không làm như vậy, mà là lựa chọn qua đêm ở ngoài hoang dã, bởi vì thương đội dưới sự che giấu của hàng hóa bọn họ còn vận chuyển một quan tài đen xỉ chê quan tài này có phủ văn rất phức tạp ăn xong cơm chiều với tiểu quyền trúc phàm bắt đầu bình phục tâm tình ngày mai lý cửu nguyệt sẽ tới cao tượng thành ngày mai chưa chắc đã có thời gian cho nên hắn quyết định đêm nay thử đột phá tiến vào khí cương đoạn nói chung tất cả đã sắp xếp chuẩn bị cảnh giới võ thức cao đoạn của hắn đã sớm củng cố vô cực đao cương cũng đã được hắn cân nhắc thấu triệt vốn hôm nay có thể bắt đầu hắn muốn thả lỏng tâm tình một chút mới không bắt đầu. Trúc Phàm lấy ra một khối luyện khí tinh ngọc màu đỏ, đặt ở bên cạnh. Sau đó bắt đầu vận chuyển tâm pháp của Vô Cực Đao Cương, khi cương đoạn là đoạn cuối cùng của luyện khí tam đoạn, cũng là biến hóa thối luyện là chân khí lần cuối cùng, biến hóa này khiến cho chân khí càng lúc càng thực chất hóa, có thể hóa thành cương khí uy lực kinh người, phàm là công pháp khí cương đoạn, mai thối luyện chân khí ra, cũng có thể thối luyện chân khí thành cương khí mà công pháp có thể, như kiếm cương, đao cương, thương cương. Nhưng bình thường công pháp cương khí cùng tính chất có thể làm được nhiều loại cương khí rất hiếm thấy. Mà vô cực đao cương được gọi là vô hạn, nhưng trên thực chất nó tu luyện vấn là đao cương, hơn nữa chỉ là đao cương tính chất đơn nhất. Công pháp gọi đao cương này là vô cực đao cương. Nhưng chỗ lợi hại của vô cực đao cương là ở tính chất biến hóa cường đại của nó. Nó có thể biến hóa ra bất kỳ đao cương nào mà người tu luyện cần. Trúc phàm thu liễm tâm thần, luyện hóa luyện khí tinh ngọc màu đỏ trong tay chân khí được thối luyện lần thứ hai trong cơ thể dưới sự phụ trợ của luyện khí tinh ngọc màu đỏ vận chuyển cho tâm pháp trong đan hải của hắn xuất hiện một thanh đao mơ hồ biến ảo chân khí bị thổi quét ve phía đao đao ý sắc bánh cắt chân khí thối luyện khiến cho chu phàm nhíu mày hắn rụt rè khống chế đao ý không cho đao ý quá sắc bén khiến cho chân khí không phải bị thối luyện mà là bị hủy dẫn tới khiến hắn bị thương hắn còn khống chế số lượng chân khí tránh cho chân khí đánh tan đao ý hình thành chương một tiến vào khí cương hai chân khí bị đao ý cắt thối lượn cũng được phủ lên một tia đao ý sắc bánh chu phàm đắm chìm trong tu luyện cho đến khi hắn cảm thấy khí khiếu khí mạch truyền đến cảm giác phòng mới không thể không dừng lại hắn dừng lại thân thể tỏa ra đao ý sắc bén tắc có dụng cụ hỗ chung quanh xuất hiện vết sức mờ mờ tiểu quyền vội vàng từ nằm biến thành ngôi nàng cười định lấy lòng chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới hay là chúng ta đi mua một trăm cái chân vịt ăn mừng một chút đi cảm giác vui sướng vì vừa đột phá của chu phàm lập tức bị phá hoại trong đầu tiểu hỗn đàn này chỉ có chân vịt sao không được hắn hừ một tiếng nói tiểu quyền thấy kế hoạch thất bại nàng ai một tiếng trực tiếp ngồi phịch xuống bàn không để ý tới chu phàm nữa chu phàm cũng thu hồi tâm mắt càng ứng biến hóa chân khí trong cơ thể hắn hắn vừa tiến vào khí cương đoạn có thể cảm thấy một bộ phận chân khí trong cơ thể sinh ra biến hóa khó có thể tưởng tượng chu phàm nghiêm túc thể ngộ một lúc hắn rút đao gì bổ ra một đao thân đao phun ra một đạo đao cương trong suốt dài nhỏ mắt thấy sắp chém vách tường thành hai nửa Chu Phàm thuấn di, xuất hiện trước đao cương trong suốt, đánh ra một quyền lên đao cương. Đao cương va chạm với nhau với chân khí tưng tưng lớp lớp trên quyền đầu, cho đến khi chạm đến quyền phong mới bị triệt để trừ khử. Chu Phàm hơi nhướng mày, đây chỉ là đao cương đơn giản nhất hắn bổ ra, nhưng uy lực vẫn có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Có điều hắn nghĩ kỹ một chút liền hiểu được, cơ sở của hắn vốn vững chắc tới đáng sợ, cho dù chỉ là khí cương sơ đoạn, nhưng uy lực cương khí này đã lợi hại hơn khí cương cao đoạn bình thường lại thêm biến hóa của vô cực đao cương, đã định trước sau khi hắn bước vào khí cương đoạn, sẽ không có bất kỳ võ giả khí cương đoạn nào có thể là đối thủ của hắn, cũng chỉ có tu sĩ tiến vào đạo cảnh trở lên mới có thể thắng hắn. Chu phàm lại suy tư. Bởi vì đặc tính của vô cực đao cương, hắn có thể bổ ra đao cương tính chất khác nhau. Nhưng chính vì vậy, hắn phải quyết định khi chiến đấu nên dùng đao cương gì mới thích hợp, cũng không thể chờ tới khi chiến đấu lại vừa chiến đấu vừa nghĩ, như vậy sẽ chỉ quấy phá tiết tấu của mình hắn cần thuần thục chủng loại đao cương mà mình lựa chọn trước. Đây cũng là nhắc nhở đặc biệt cuối cùng của vô cực đao cương. Đối với một võ giả mà nói, chỉ cần hơn 10 loại đao cương, chắc đã đủ dùng, quá nhiều sẽ mất đi ý nghĩa. Ngược lại biến thành bỏ hốc lấy ngọn, mất nhiều hơn được. Trừ khi võ giả đó cả đời không chuẩn bị tiến vào đạo cảnh, vậy tất nhiên có thể bỏ ra một lượng lớn thời gian để tu luyện vô số đao cương. Nhưng đao cương gì mới thích hợp với mình, chỉ có thể tự võ giả đi thăm dò, vô cực đao cương không cung cấp bất kỳ đao cương nào. Chu Phàm suy nghĩ một lúc, tắm rửa rồi đi ngủ chìm vào giấc ngủ xuất hiện ở trên truyền Chú phàm trước tiên nói chuyện với thực phù nói với thực phù hắn đã tiến vào khí cương đoạn thực phù vừa cảm thấy cao hứng cho chu phàm nhưng lại có chút lo lắng cho mẹ của nàng mẹ khẳng định không phải là đối thủ của chu phàm chu tiểu miêu nhìn chu phàm biết chu phàm đã tiến vào khí cương đoạn nàng chỉ hừ lạnh một tiếng chu phàm học vô cực đao cương đối với nàng mà nói là một đối thủ rất khó đối phó đương nhiên nàng cũng có thể nhân lúc chu phàm vừa bước vào khí cương đoạn vẫn chưa quen thuộc với khí cương nếu khởi xướng khiêu chiến như vậy xác suất thắng sẽ rất cao nhưng nàng khinh thường sử dụng kỹ xảo như vậy thắng cũng không vẻ vang gì chu tiền bối chu phàm cười đi tới chuyện gì chu tiểu Miêu sụng mặt nói là muốn đổi luyện khí tinh ngọc màu vàng a à? ngươi cảm thấy ta cần bao nhiêu luyện khí tinh ngọc màu vàng mới có thể tiến vào khí cương cao đoạn chu phàm thấy chu tiểu Miêu hỏi vấn đề này liền mở miệng hỏi cho dù ngươi tu luyện là vô cực đao cương hiệu suất thối luyện chân khí không thấp nhưng chân khí của bản thân ngươi quá hùng hậu cho dù dùng luyện khí tinh ngọc màu vàng cũng ít nhất cần hai bốn khối chu tiểu Miêu chậm rãi nói tiểu tử ngươi muốn mỗi một cấp đều làm được hoàn mỹ không tì vết đây là chuyện phải trả một cái giá cực đắt cho dù tuổi chắc không nhỏ nhưng rõ ràng nhìn thì chỉ là một tiểu cô nương vì sao nói chuyện lại lão khí hoành thu như vậy chu phàm yên lặng oán thâm một câu hắn đồng ý với cách nói của chu tiểu miêu trên thực tế dựa theo hắn đoán cũng phải hơn 20 khối luyện khí tỉnh ngọc màu vàng hai bốn khối luyện khí tinh ngọc màu vàng tin chu phàm thắt lại mỗi một khối luyện khí tinh ngọc màu vàng ở chỗ chu tiểu miêu đều cần sáu ngàn con sâu xám lớn vậy cân 14 vạn bốn con sâu xám lớn chương một sáu trăm bốn mươi tám lựa chọn đao cương chu tiểu miêu đã từ trong xương mu huyễn hóa ra quả cầu lưu ly của chu phàng và thực phủ na hư một tiếng nói ngươi có hai vạn 16 con sâu xám lớn tiểu nha đầu có một vạn bảy ngàn con sâu xám lớn cộng lại cũng chỉ là hơn ba vạn bảy con sâu xám lớn ngươi không mua nổi hai bốn khối luyện khí tinh ngọc màu vàng trên mặt chu phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên hắn gần đây một mực bận chuyện của cao tượng thành hắn nhớ rõ sâu xám lớn trong quả cầu lưu ly của hắn vốn trống không nhưng bây giờ lại có hai vạn con sâu sám lớn vậy chỉ có thể là hắn giết quái quyệt ác mộng đó có được nếu quái quyệt ác mộng đó chỉ là cấp huyết lệnh khẳng định không có nhiều sâu xám lớn như vậy nói cách khác cấp bậc của quái quyệt ác mộng chưa từng xuất hiện đó là vượt qua cấp huyết lệnh đạt tới cấp thí rồi sao lúc trước chu phàm từ chỗ người dẫn dắt biết được cực hạn sâu xám từ một cấp huyết lệ lợi hại có thể đạt được là một vạn năm ngàn con sâu xám lớn mà cấp bạch thí trên cấp huyết lệ thì có thể đạt được giữa tám ngàn và ba vạn có một số cấp huyết lệ số sâu xám lớn có thể đạt được là còn nhiều hơn cấp bạch thí đây không phải chuyện kỳ quái gì phán định cấp bậc của quái quyệt là nhân loại căn cứ vào kinh nghiệm của mình mà phân ra nhưng chưa chắc đã chuẩn xác ở chỗ truyền cũng có một bộ phương thức tính toán phức tạp của mình cho nên mới xuất hiện tình huống kích sát một số quái quyệt cấp huyết lệ sâu xám có được sẽ nhiều hơn cấp bạch thí nhưng hai vạn con sâu xám lớn khẳng định chính là trình độ cấp bạch thí mới có thể đạt tới chu phàm vốn cho rằng quái quyệt ác mộng cùng lắm cũng chỉ là trình độ cấp huyết lệ bởi vì một quái quyệt ác mộng trừ tính kín đáo ra sức phá hoại so với quái quyệt như bạch tưới thì cũng chỉ tương tự nhưng không ngờ là cấp bạch thí chu phàm cảm thấy có chút kỳ quái so sánh với phân cấp của con người hiển nhiên tính toán của thiên đối với sâu xám lớn là chuẩn xác hơn một chút quái quyệt ác mộng này có thực lực gì mà có thể đạt tới trình độ cấp thí lúc trước bạch tế không phải chu phàm giết Chu Phạm là một con sâu sám lớn cũng không kiếm được. Hai vạn con sâu sám lớn này tất nhiên không thể có liên quan tới bạch tuyết. Tâm mắt của hắn rất nhanh lên chuyển rơi đến quả cầu lưu ly của thực phủ. Hắn không ngờ quả cầu lưu ly của thực phủ nhanh như vậy đã tích lũy được hơn một vạn bảy ngàn con. Tốc độ như thật sự khiến lão phụ thân hắn cảm thấy xấu hổ. Ngươi rốt cuộc có mua luyện khí tinh ngọc màu vàng không? Không mua thì đừng làm phiền ta. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm chậm chạp không nói gì, nàng có chút không kiên nhẫn dục. Ngươi đã nói ta không mua nổi, vậy ta lấy gì ra mà mua? Chu Phàm thu liễm các loại tâm tư cười khổ nói: "Luyện khí tinh ngọc màu vàng thật sự quá đắt, lại nợ ta một lần phụ thân, ngươi có thể có được người vạn con sâu xám lớn, sau đó lại đi giết quái quyệt là đủ." Chu Tiểu Miêu nói Chu Phàm do dự một chút vẫn lắc đầu nói: "Ta còn nợ ngươi một lần chưa trả, nào dám nợ nữa." "Ngươi không muốn thì thôi." Chu Tiểu Miêu không khuyên nữa. Nếu Chu Phàm có đủ sâu xám lớn, hắn khẳng định sẽ không do dự, nhưng phải thông qua phụ thân để đạt thành mục đích, hắn lại không muốn. Do sao tạm thời dùng luyện khí tinh ngọc màu đỏ để luyện cũng không phải là không thể được cho dù là luyện khí tinh ngọc màu đỏ hắn cũng chỉ cần hơn 70 ngày là có thể hoàn thành tu luyện của khí cương đoạn hiện tại khi không có nhu cầu cấp thiết chu phàm không muốn mạo hiểm bị phụ thân vì sao ngươi lại muốn thêm một lần phụ thân chu phàm cười thăm dò nói chẳng lẽ lần phụ thân này ngươi không có lòng tin sao không sắc mặt chu tiểu miêu lạnh lùng thẳng thắn nói muốn thoát ly từ trong tay lão thất phu tiền này nào có phải chuyện dễ dàng nếu ta một lần là có thể đào thoát, vậy 10 vạn con sâu xám lớn sẽ tặng không cho ngươi. Đối với ta mà nói, cũng không tính là gì." Chu Phàm cũng lắc đầu, hắn không cho rằng Chu Tiểu Miêu một lần là có thể đào thoát, cho nên sâu xám lớn này sẽ không tặng không. "Phụ thân vẫn có phiêu lưu." Chu Phàm lại nói, "Ngươi đã xem qua vô cực đao cương, ngươi cảm thấy dạng đao cương gì thì thích hợp với ta? Nếu ngươi không muốn nói cho ta biết miễn phí, ta trả sâu xám lớn cũng được." Chu Phàm đương nhiên có thể tự cân nhắc nhưng bên cạnh có một tu sĩ cảnh giới cao như vậy nếu không thỉnh giáo một chút vậy quá lãng phí chu tiểu miêu liếc chu phàm một cái nói một ngàn con sâu xám lớn có thể chu phàm do dự một chút rồi đáp ứng giá trị của vấn đề này hơi đắt nhưng hắn cảm thấy nếu có thể từ chỗ chu tiểu miêu có được đáp án cũng không phải không đáng chương 1649, lựa chọn đao cương hai chu tiểu miêu lấy ra quả cầu lưu ly của chu phàm từ bên trong lấy ra một ngàn con sâu xám lớn nàng mới bình tĩnh nói ngu dần loại vấn đề này cũng cần phải hỏi à. Thật sự khiến tổ tiên ngươi cảm thấy hổ thạch, sao lại có loại hậu bốn ngu sần như ngươi? Con người ngươi, mang chửi ngươi có thể đừng lôi ra cả 18 đời tổ tông của người khác không? Chú Phàm nghiêm mặt nói, còn nữa, ta trả cho ngươi sâu xám lớn, không phải để ngươi mắng ta, ngươi vốn chính là ngu sần. Chu Tiểu Mưu nhớ mày nói, ngươi nghĩ xem ngươi cần loại đao cương gì và bản thân ngươi đã từng học gì. Kết hợp hai niềm này, tìm được đao cương thích hợp với ngươi thì có gì khó. Ta cần dạng đao cương gì? Ta từng học những gì? Chu Phàm hơi lần ra, hắn đi sang một bên cúi đầu cân nhắc, khóe miệng Chu Tiểu Miêu hơi nhếch lên. Kế mới đúng, nếu nàng đã nói đến mức này, Chu Phàm cũng không hiểu, nàng khẳng định không nhịn được mà xuất thủ đánh xu Tiểu Tử này một trận. Thực phù đang hiếu kỳ nhìn Chu Tiểu Miêu, khóe miệng hơi nhếch lên của Chu Tiểu Ngư lập tức biến mất, nàng dụ mặt đi tới bên cạnh ăn kẹo đường của mình. Điều này khiến thực phù cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không thể không nói đây vốn chính là một lớp sổ giấy nhưng nếu chu tiểu miêu không đâm thủng chu phàm cũng không biết phải nghĩ bao lâu thậm chí có khả năng sẽ đi lên một con đường lệch lạc trên đao cương hiện tại chu phàm trong đầu hiện ra đủ loại ý tưởng kỳ quái hắn rút đao gì được huyễn hóa ra thí nghiệm suy nghĩ của mình nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đơn giản như mình nghĩ hắn hơi nhíu mày chỉ không ngừng thử nhưng rất nhanh hắn đã khắc phục được những khó khăn này khi sắp phải rời khỏi khôi hà không gian từng đạo đao cương khác nhau từ trong đao gì bắn nhanh ra cho dù những đau cương này chỉ là sơ hình, nhưng Chu Phàm vẫn phá lên cười. Điều này chứng tỏ quả nhiên là đi thông rồi. Cám ơn. Chu Phàm mang theo tâm tình sung sướng cám ơn Chu Tiểu Miêu. Ngươi bỏ ra sâu sám lớn, ta giải đáp cho ngươi. Ngươi không cần cám ơn ta. Chu Tiểu Miêu sụng mặt nói. Chu Phàm cũng không nhiều lời, mà là nói lời từ biệt với thực phù. Rất nhanh liền rời khỏi khôi hà không gian. Sáng sớm tỉnh lại, Chu Phàm đầu tiên là rửa mặt, lại bảo Điếm Tiểu Nhị của khách sạn mang bữa sáng tới cho hắn đương nhiên bữa sáng khó tránh khỏi phải thêm hai cái chân vịt cho tiểu quyền chu phàm dám khẳng định hắn ở trong mắt điếm tiểu nhị sợ rằng đã thành quái nhân bữa nào cũng phải có chân vịt cùng tiểu quyền ăn xong bữa sáng sau đó chu phàm tới nhi loan ti phủ điểm mão sau khi điểm mão hắn tới thư viện bởi vì lý cửu nguyệt không biết lúc nào sẽ tới chu phàm tất nhiên không thể chỉ chờ mà không làm gì có điều có thể gặp mặt lý cửu nguyệt tâm tình chu phàm rất khoái trá đồng thời cũng chờ mong khi gặp mặt hắn sẽ là một phen tâm tình giống như ở thiên lương lý nhi loan ti trước kia nhưng chu phàm đến cửa lớn thư viện hắn lại thấy phù sa trùng nương thường ngồi chân bác bị điều khiển phù sa thấy chu phàm nà đi tới nhẹ nhàng chi lễ cửu nguyệt thiếu ra lúc hường đông đã vào thành hắn và tiểu thư thiết yến ở trong phủ bảo ta tới mời chu công tử tới phủ một chuyến chân tiên bối không cần khách khí như vậy chu phàm vội vàng hoàn lễ sau đó ngồi lên phù sa hắn không ngờ lý cửu nguyệt lại vào thành sớm như vậy hơn nữa nhanh như vậy đã mời hắn tới ôn chuyện chẳng lẽ tên gia hỏa đó không cần nghỉ ngơi sao không cần phải vấp như vậy chứ trong lòng chu phàm có chút cao hứng nghĩ hắn không nhịn được hỏi trần tiền bối nếu ta không đến thư viện đến ngươi không phải là chờ vô ích sao nếu chu công tử không đến thư viện vậy ta sẽ dựa theo phân phó của thiếu gia tiểu thư thông qua tư tức phù liên hệ với chu công tử có điều làm như vậy có chút không lễ phép chân bác bì thản nhiên nói vì lễ nhi không dùng tư tức phù truyền tin mà sai người đặc biệt tới tìm trên mặt chu phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ đây là tác phong làm việc của đại thế gia sao Trúc Phạm không nói chuyện với Trần Bác Bỉ nữa, mà làm vén màn nhìn cảnh phố ngoài xe, một bộ phận nơi phù sa đi ngang qua vẫn có thể thấy nhà cửa đang được khởi công xây dựng trên phía tích. Từ sau đêm đó, tất cả của Cao Tự Thành đều đang trong trùng kiến. Rất nhanh phù sa đã tới trước cửa lớn của một trạch viện ở Quan Thiện Phường thuộc ba phường Tây Bắc. Đây không phải trạch viện mà lúc trước trùng đương ở, chỗ ở lúc trước cũng chịu tay bay vạ gió trong đêm đó. Như Lý Gia Tài đại khí thô, rất nhanh đã đổi một trang viên mới. Phù sa dừng lại, Chu Phàm từ trên xe đi xuống, trước cửa lớn có một đám người đang đứng đứng ở trước nhất là lý cửu nguyệt mặc y bảo lam nhạt và lý trùng nương mỹ lệ động lòng người mặc váy lam chương một nghìn sáu trăm lại cửu nguyệt lý cửu nguyệt không còn lôi thôi lanh thích nữa hai hàng lông mày dày đậm nhìn thấy chu phàm xuống phù sa ngương mặt vàng nhìn đến nó cười to nói chu huynh một ngày không gặp như cách ba thu ta mỗi ngày đều nhớ ngươi lý huynh lời này của ngươi rất dễ khiến người ta hiểu lâm chu phàm cố nén rung động ôm mặt mỉm cười nói Lý Trùng Nương cũng mỉm cười. Chu Huynh, mau vào đi. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Một đám nha hoàn phía sau Lý Cửu Nguyệt và Trùng Nương đều chỉnh tê không người hành lễ với Chu Phạm, sau đó tách sang hai bên. Chu Phạm hơi vật đầu, cùng hai người Lý Cửu Nguyệt tiến vào trong trạch viện. Trong phủ đệ một đường nhìn thấy đều là nha hoàn tết tóc hai bên mặc áo xanh. Vào đại sảnh, có nữ bộc bưng tới ấm trà và chén trà, bánh trà. Lý Trùng Nương phất tay bảo nữ bộc lui ra. Nàng tự mình châm trà cho Chu Phạm và Lý Cửu Nguyệt. Trúc Phàm và Lý Cửu Nguyệt trò chuyện một số chuyện thú vị sau khi chia tay, biết được Lý Cửu Nguyệt lần này tới Cao Tượng Thành một đường rất thuận lợi, không phát sinh chuyện nguy hiểm. May mà ngươi tới muộn mấy ngày, bằng không gặp phải lúc ba con quái quyệt ác mộng phá hoại, vậy có chút nguy hiểm. Trúc Phàm thở dài nói, sắc mặt Lý Cửu Nguyệt nghiêm lại nói, lúc vào thành, ta đã thấy trảm trạng của Cao Tượng Thành, về sau lại từ chỗ trùng nương biết được chuyện phát sinh đến nó, cho dù ta không có mặt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra đêm đó là nguy hiểm tới mức nào vô cùng may mắn trong bất hạnh là chu huynh và trùng nương không sao chuyện phát sinh đến đó không khỏi quá trầm trọng hai người chỉ hàn huyên vài câu liên truyền tới đề tài khác Chu phạm và lý cửu nguyệt đang nói chuyện trùng nương rất ít ngắt lời Chỉ im lặng lắng ngay thỉnh thoảng mới phụ họa vài câu trùng nương ngươi đi xem yến hội chuẩn bị thế nào rồi hàn huyên một lúc lý cửu nguyệt cười nói với trùng nương lý trùng nương như thuận dạ một tiếng hơi lật đầu với chu phạm đứng lên nhân tiện cũng mang di hai nha hoàn hầu hạ ở cạnh cửa trong phòng chỉ còn lại chu phàm và lý cửu nguyệt lý cửu nguyệt thở phào hắn gãi gãi sau lưng cười khổ nói con mẹ nó quan áo mới này mà không thoải mái khiến ta toàn thân ngứa ngáy vừa rồi lưng rất ngứa lại không dám gãi chu phàm cảm thấy buồn cười nói ngươi cứ gãi đi chẳng lẽ ngươi sợ trùng nương nói ngươi à trùng nương từ nhỏ ôn như hiền lành bất kể ta làm gì tuyệt đối đều sẽ không nói ta một câu lý cửu nguyệt thở dài như ta luôn không thể khiến nàng mất mặt chỉ có thể vất vả cho bản thân một chút có thể thay đổi vì người mình thích, đây là một chuyện tốt. chu phàm nói. Lý Kiểu Nguyệt không trả lời, mà là yên lặng uống trà, không bao lâu sau. Trung Nương tiến vào nói yến hội đã xong, chu phàm và Lý Kiểu Nguyệt rời bước tiến vào tiểu đình cạnh ao ở trang viên, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Cá chép bảy màu trong nước hồ chậm rãi bơi lội, trong vườn nhỏ lại trong hoa tươi mới nở vào đông, tất cả nhìn đều rất cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên tất cả những điều này cũng là vì người uống rượu nhìn nhau thuận mắt. Lý Trùng Nương cùng uống mấy chén rượu nhạt, cười nói với hai người chu đại ca ngươi và cửu nguyện lâu rồi không gặp khẳng định có rất nhiều lời muốn nói ta ở bên cạnh các ngươi cũng không thể tâm tình cho nên ta cáo từ trước lý trùng nương nói xong thi lễ với hai người rồi rời khỏi tiểu đình nếu nói trùng nương có khuyết điểm vậy chính là quá săn sóc ân cần chu phàm khen một câu tràn đầy đồng cảm lý cửu nguyệt cười khẽ một tiếng hắn vẫy vẫy tay bảo các nha hoàn lấy đi rượu nhẹ thay bằng rượu mạnh kỳ thật đối với chu phàm mà nói rượu của nặng tới mấy cũng sẽ không say hắn ngược lại lo lắng lý cửu nguyệt chưa đạt tới thể lực đoạn sẽ say xung quanh tiểu đình đều bố trí phù trận sưởi ấm gió lạnh vào đông thổi tới cũng biến thành gió xuân hợp lòng người rượu mạnh vào cổ họng vị đạo của rượu nhạt càng thuần hậu uống vào cũng càng thú vị hơn hai người uống rượu nói chuyện phiếm không có trùng ngương ở bên cạnh đề tài của hai người không còn nhiều cố kinh nữa biến thành thiên mã hành không giống như trước kia không gì là không nói rượu gặp chi kỷ ngàn chén vẫn ít hai người tùy ý nói chuyện phiếm khi rượu say tai đỏ Khuôn mặt vàng như nến của Lý Cửu Nguyệt cũng có chút đỏ lên, hắn dùng mắt to nhìn Chu Phạm hỏi: "Chu huynh có biết vì sao ta đến Cao Tượng Thành không? Chắc không phải chỉ để gặp ta chứ?" Chu Phạm lười chẳng muốn đoán, mà là cười hỏi lại: "Nói phải thì không đúng, nói không phải cũng không đúng." Lý Cửu Nguyệt có chút hàm hồ nói: "Chu huynh, ngươi cảm thấy trùng nương thế nào?" Trên rượu đang dưa lên của Chu Phạm lại hạ xuống, hắn ngây ra một thoáng nói: "Vì sao lại hỏi như vậy?" Chương 1651: Bí mật của Lý Cửu Nguyệt Chu huynh, ngươi trả lời ta trước đã." Lý Tiểu Nguyệt mỉm cười bưng chén lên uống một ngụm rượu, nói hay không Chu Phàm đã sớm phát hiện, Lý Tiểu Nguyệt uống rượu luôn rất tao nhã hơi trung môi, không còn là bộ dạng thô lỗ như khi ăn với hắn, ngươi cảm thấy trùng nương thế nào? Chu Phàm cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời, dẫu sao trùng nương chính là thê tử chưa qua cửa của Lý Tiểu Nguyệt, hơn nữa nào có ai hỏi bằng hữu của mình ngươi cảm thấy vợ ta thế nào? Ngươi hỏi vấn đề này sợ không phải muốn đầu đội mũ xanh a?" À. Trong lòng Chu Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Trung Nương là nữ tử tốt, chính là ông trời tác hợp cho với Lý Huynh. Lý Kiểu Nguyệt cười ha ha nói. Trung Nương đúng là nữ tử hiếm thấy trên thế gian, nhưng cùng ta không tính là ông trời tác hợp cho. ít nhất thiên phú dung mạo của ta đều không xứng với nàng. Nếu không phải nhà ta và nhà nàng là bạn tri kỷ, Trung Nương sẽ không trở thành thế tử của ta. Lý Huynh, nhìn người sao có thể chỉ nhìn dung mạo thiên phú, cũng phải xem tính tình phẩm hạnh chứ. Người khác nghĩ gì ta không thay đổi được nhưng ta cảm thấy với tính tình phẩm hạnh của lý huynh rất xứng với trùng nương không có vấn đề gì chu phàm nghiêm túc nói thì ra chu huynh là chú trọng tới tính tình phẩm hạnh của một người hơn hai mắt lý cửu nguyệt hơi sáng lên chẳng trách lúc trước khi chu huynh tưởng lòng ta là nữ phẫn nam trang lại thích ta căn bản không phải như ngươi nghĩ hóe mắt chu phàm giật giật nói lý huynh không nói chuyện đó chúng ta vẫn là bạn tốt lý cửu nguyệt cười ha hả nhưng nụ cười của hắn rất nhanh lại thu liễm nói kỳ thật để trùng nương đến cao tượng thành tham gia đại khảo lớp chữ giáp là chú ý của ta. Lúc trước vì thuyết phục người của hai nhà, ta đã mất một phen công phu rất lớn. Vì sao? Trên mặt Chu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, đây cũng là chỗ lúc trước hắn không rõ. Dẫu sao ngàn dặm xa xôi đến cao tượng thành tham gia đại khảo lớp chữ giáp, đúng là kỳ quái. Vì sao Lý Cửu Nguyệt muốn đi trùng nương từ ngàn dặm xa xôi đến cao tượng thành tham gia đại khảo lớp chữ giáp? Cho dù chỗ bọn họ thi khá là khó, cũng có thể lựa chọn một huyện dễ dàng ở gần hơn, chưa chắc đã phải đến cao tượng thành ngay khi chu phàm đang nghĩ những cái này lý cửu nguyệt lại nói trước khi nói cái này ta muốn hỏi chu huynh một vấn đề Thay lý cửu nguyệt nói chuyện nghiêm túc như vậy chu phàm cũng nghiêm mặt nói lý huynh cứ nói chu huynh chưa một số bí mật không thể nói ra chúng ta gần như không có gì giấu nhau đúng không ngón cái và ngón trỏ tay phải của lý cửu nguyệt cam chén rượu xanh ngọc chậm rãi say hỏi chính là như vậy chu phàm nói ta tin nếu ta nói bí mật của mình với chú huynh, chú huynh cũng sẽ giữ bí mật cho ta. Lý thử người dùng ngữ khí khẳng định nói, lý huynh, bí mật sở dĩ là bí mật, là vì không ai biết. nếu ngươi nói ra thì không còn là bí mật nữa. trên mặt chu phàm nghiêm lại, lập tức nhắc nhở, cho dù ta nguyện ý giữ bí mật cho ngươi, chết cũng không mộ việc này ra cho bất kỳ ai biết. nhưng thấy sự khó lường, đến lúc đó vạn nhất có người có thể lợi dụng thuật pháp không chế ta mở miệng, vậy có lẽ ta không thể giữ bí mật cho ngươi. Chu Phàm là lo lắng Lý Cửu Nguyệt nói đại sự phản nghịch mà hắn một mực suy đoán, hắn sẽ không tố giác Lý Cửu Nguyệt, nhưng nói ra rồi, quan hệ của hai người có thể sẽ thay đổi. Chu Phàm hy vọng hai người một mực bảo trì loại quan hệ thuần túy này. Chu huynh, lần vạn lân đừng nói như vậy. Lý Thử Nguyệt vội tói. Nếu có người uy hiếp ngươi, ngươi trực tiếp nói với bọn họ cũng không sao. Có điều ta nghĩ chắc không có ai lấy bí mật của ta ra uy hiếp ngươi đâu. Ồ, ờ, chẳng lẽ ta nghĩ sai à? Có điều rất nhanh Chu Phàm lại xác định hắn nghĩ sai với tinh tình của lý cửu nguyệt tuyệt đối sẽ không nói với hắn bí mật phản nghịch gì vì điều này mà làm liên lụy hắn đương nhiên nếu chu huynh không muốn nghe vậy cứ coi như ta chưa nhắc tới việc này lý cửu nguyệt lại nói nếu lý huynh cảm thấy có gì muốn nói với ta vậy ta đương nhiên nguyện ý nghe chu phàm suy nghĩ một chút nói ta là hy vọng chu huynh có thể nghe một chút bằng không rất nhiều chuyện ta là không thể giải thích lý cửu nguyệt buông chén vẻ mặt nghiêm túc nói vậy ta chăm chú lắng nghe Chu Phàm biết bí mật này có lẽ không quá quan trọng, tâm tình của hắn cũng thoải mái hơn không ít, Bương chén rượu cười nói. Kỳ thật ta, Lý Kiểu Nguyệt tạm dừng một chút, sắc mặt bình tĩnh buồn bã nói, ta không lên được. Khụ khụ khụ. Chu Phàm đang uống rượu, hắn vừa nghe thấy lập tức sặc. Chương 1652, bí mật của Lý Cửu Nguyệt hai. Chu huynh, ngươi không sao chứ? Lý Cửu Nguyệt đứng lên vỗ võ lưng cho Chu Phàm. Ta không sao. Chu Phàm ho khan một hồi lâu, xua tay tỏ vẻ hắn không sao, vừa rồi ngươi nói gì? ta không nghe rõ. Chú phàm đương nhiên nghe rõ. hắn nói như vậy chỉ là để tránh xấu hổ. hắn hy vọng lý cửu nguyệt sẽ bảo hắn nói nhầm. chú bí mật này chú phàm nghe mà tim giật thót. hắn không ngờ bí mật lý cửu nguyệt muốn nói với hắn lại là loại chuyện này. ta nói ta không lên được. lý cửu nguyệt thở dài một tiếng đầy cao thanh âm nói. được rồi, được rồi, ta nghe rõ rồi. chu phàm nhìn chung quay một chút, hắn cười khổ nói. lý huynh, ngươi có thể nói nhỏ một chút không? để người khác nghe thấy chuyên gia sẽ không tốt với ngươi chu huynh cứ yên tâm nơi này trừ chúng ta ra sẽ không có ai xuất hiện lý cửu nguyệt cười nói chu phàm nhìn lý cửu nguyệt hắn không nhịn được ăn ủi lý huynh đây chỉ là bệnh vạt thế gian này đại phu lợi hại nhiều như vậy chu huynh ta ngay cả lão ngự y của kính cung cũng tìm rồi lý cửu nguyệt vẻ mặt đau khổ ngắt lời vậy cũng không sao chu phàm ngây ra một thoáng nói thế gian này linh đan rượu dược nhiều như vậy rồi sẽ có thứ có thể trị loại bệnh vật này vô dụng thôi Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói: "Nhiều năm như vậy trôi qua, đại phu và linh đan rượu dược tốt nhất thế gian, phương pháp có thể thử ta đều thử qua, bệnh này là không có thuốc trị." Chu Phàm, hắn cảm thấy những gì Lý Cửu Nguyệt nói chỉ sợ là thật, với tài lực trong nhà Lý Cửu Nguyệt, có thể trị thì đã sớm trị rồi. "Chu huynh, trừ những đại phu biết tên ta ra, trong người quen của ta ngươi là người thứ hai biết việc này, cha ta cũng không biết, bằng không hắn sẽ khóc chết mất." Lý Cửu Nguyệt lại khẽ thở dài nói: Tuy thở dài, nhưng cảm xúc của lý cửu nguyệt rất bằng phẳng dường như sớm chấp nhận sự thực này lý huynh ngươi nói như vậy áp lực tâm lý ta rất lớn vạn nhất có một ngày ngươi hối hận vì nói cho ta biết lại thưa thích khách giết ta chu phàm liên tục cười khổ chu huynh đây vốn không phải đại sự gì lý cửu nguyệt cười nói chuyện khoái hoạt thế gian nhiều như vậy chỉ là không thể nhân đạo mà thôi các thái giám trong cung cũng không thể mỗi ngày đều vì chuyện này mà vẻ mặt đau khổ ngươi xem áo công công mà chúng ta biết đi hắn mỗi ngày đều rất khoái nhà không thút để ý tới loại việc nhỏ này. nếu ngươi ở trước mặt áo công công nói lời này, áo công công có lẽ sẽ liều mạng với ngươi. chu phàm thầm nghĩ, ta đúng là không sao cả, sớm đã nhìn thoáng rồi. lý cửu nguyệt lại nói, cho nên ngươi không cần an ủi ta. được, ngươi không cần nói, ta hiểu rồi. chu phàm khẽ gật đầu, nhưng hắn nghĩ bình thường nói đã nhìn thoáng rồi, đều là nhì không thoáng tí nào, không ngờ lý huynh lại bất hạnh như vậy. chu phàm bỗng nhiên cảm thấy rượu trong chén cũng biến thành nhạt nhẽo. chu huynh. Ngươi biết vì sao ta muốn nói bí mật xấu hổ này với ngươi không? Lý Cửu Nguyệt uống một ngụm nhỏ rượu, ngồi. Chu Phàm hơi nần ra, hắn nhiều tới trước khi Lý Cửu Nguyệt nói bí mật này, đã đề cập tới Lý Trùng Nương hàng dặm xa xôi đến cao tượng thành chi vào lớp chữ giáp là chủ ý của hắn. Nếu Lý Cửu Nguyệt không thể nhân đạo, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Trùng Nương, nhớ tới Trùng Nương. Tâm tình của Chu Phàm bỗng dưng trở nên phức tạp, là có liên quan tới Trùng Nương à? Chu Phàm hỏi, xem ra Chu huynh cũng đoán được một chút rồi, Lý Cửu Nguyệt cười buồn, là vì trùng nương, chẳng lẽ Lý huynh để trùng nương đến cao tượng thành, là vì để trùng nương thoát khỏi khống chế trong nhà các ngươi? Chu Phàm dựa theo dòng suy nghĩ của mình mà suy đoán, không phải. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu ngắt lời, "Chu huynh, ngươi không hiểu tình huống của hai nhà chúng ta, ta và trùng nương là không thể tách rời, một khi tách ra, hai người chúng ta sẽ chết một hoặc là chết cả hai." Chu Phàm nói. "Không có biện pháp giải quyết à?" "Không." Lý Cửu Nguyệt khẳng định, "Đây là chuyện liên quan tới bí mật của chúng ta." Không thể nói với Chu huynh, xin tha thứ. Chu phàm trầm mặc một chút, nếu là như vậy, trùng nương phải sẽ phải cả đời làm phu thê trên hình thức với Lý Cửu Nguyệt sao? Thế này không khỏi quá đáng thương rồi, vừa rồi nói Chu huynh là người thứ hai biết ta không lên được. Vậy Chu huynh biết người thứ nhất là ai không? Lý Cửu Nguyệt lại hỏi, chẳng lẽ là trùng nương? Chu phàm suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Chính là trùng nương, Lý Cửu Nguyệt gật đầu nói. Chẳng lẽ Chu huynh cho rằng ta sẽ giấu nàng sao? Chu Phàm châm mặc không nói, với nhận thức của hắn về Lý Cửu Nguyệt, tất nhiên sẽ không ở loại chuyện này lừa vạt trùng ngương, dẫu sao cũng liên quan đến tương lai của trùng ngương. Chương 1653, một thỉnh cầu. Nói cách khác trùng nương cho dù dưới tình huống như vậy vẫn định vả cho Lý Cửu Nguyệt, "Chu huynh, ta từng nói với ngươi, ta không thể rời khỏi trùng nương, trùng ngương cũng không thể rời khỏi ta, đây không phải chuyện đùa." Lý Cửu Nguyệt lại chậm rãi lại, nói, "Sau khi trùng ngương biết tình huống của thân thể ta, ta đã cho nàng lựa chọn, hoặc là chúng ta tách ra, sinh tử do trời, hoặc là các ngươi cứ ở cùng một chỗ, sống như vậy cả đời." Chu Phàm thở dài nói, "Đây không phải vấn đề trùng nương có nguyện ý hay không, mà là nàng không thể không lựa chọn cùng một chỗ, chính là như vậy." Lý Cửu Nguyệt uống một ngụm rượu nhỏ, nhìn cá bơi trong hồ, khẽ thừa nói, "Nàng nói cứ vậy cả đời cũng được, đúng là một cô nương ngốc, phải không?" "Lý huynh, rồi sẽ có biện pháp giải quyết." Chu Phàm an ủi, cho dù Lý Cửu Nguyệt không chịu nói nguyên nhân vì sao nhất định phải cùng Trùng Nương ở cùng một chỗ, nhưng hắn đoán có lẽ là hai thế gia kết nối quá sâu. Không cưới không được. Nếu là như vậy, chắc không khó giải quyết. Có lẽ vậy. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, nhưng trước khi chưa nhìn thấy hy vọng, chúng ta chỉ có thể cứ vậy cùng một chỗ. Nói lâu như vậy, ta vẫn chưa nói với Chu huynh, vì sao ta bảo Trùng Nương đến Cao Tượng Thành tham gia đại khảo lớp chữ giáp. Lý Cửu Nguyệt buông chén rượu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Kỳ thật với nội tình của nhà ta, tài nguyên của lớp chữ giáp không phải quá quan trọng để trùng nương tới đây là cho nàng gặp chu huynh gặp ta chu phàm hơi ngẩn ra nói vì sao phải đặc biệt gặp ta chẳng lẽ là để tránh sau này xảy ra chuyện gì muốn hắn sau khi chuyện phát sinh thì chiếu cố trùng nương như thế này lại không đúng trần bác bỉ hầu hạ bên cạnh lý trùng nương là lợi hại hơn hắn tích nhất trước đại khảo chính là như vậy chu phàm có chút không đón ra được ý đầu của lý cửu nguyệt hai người chúng ta là muốn mời chu huynh hỗ trợ chuyện này chỉ có chu huynh có thể giúp chúng ta Người khác ta không tin, ta chỉ tin Chu huynh." Lý Cửu Nguyệt nói khẽ, "Rốt cuộc là chuyện gì?" "Lý huynh cứ nói là được, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp." Chu Phàm nói. Bất kể là Lý Cửu Nguyệt hay là Lý Trùng Nương, Chu Phàm đều nguyện ý hỗ trợ. Chu huynh có thể hỗ trợ hay không, đều không sao cả. "Nhưng ta hy vọng sau khi ta nói xong, Chu huynh đừng tức giận, cũng đừng vì vậy mà coi thường chúng ta." Lý Cửu Nguyệt nói. "Chu huynh, ta hy vọng ngươi có thể sinh hài tử với Trùng Nương." Chu Phàm qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: "Lý huynh, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm?" Lý Cửu Nguyệt lại nói: "Chu huynh, ta hy vọng ngươi có thể sinh hài tử với trùng nương." Chu Phàm ngạc nhiên tới nhẹ lời, hắn hoài nghi có phải mình gặp một Lý Cửu Nguyệt giả không, đầu tiên là nói với mình hắn không lên được, sau đó lại bảo mình sinh hài tử với vị hôn thê của hắn. "Chu huynh, ta biết việc này sẽ mang đến trùng kích rất lớn cho ngươi. Ngươi đừng vội mở miệng trả lời ta." Trước tiên hãy nghe ta nói đã, Lý Cửu Nguyệt ngược lại trấn tĩnh hơn rất nhiều. Ta kết hợp với Trùng Nương, cần phải có một hài tử, bằng không sẽ có lỗi với phụ thân của hai người chúng ta. Đây không chỉ là chú ý của ta, cũng là suy nghĩ của Trùng Nương. Nhưng tình huống của chúng ta đặc thù, đặc thù đến ta không biết nên giải thích với chu huynh thế nào. Ngươi coi như là có gia tài vạn quan chờ một hậu đại kế thừa, nếu tìm một người lạ nhân phẩm không đáng tin, vậy nhất định sẽ dẫn tới mối họa. Đây không phải là chuyện ta muốn nhìn thấy, cho nên ta và Trùng Nương đã đạt thành nhận thức chung việc này chịu thiệt nhất là ta cho nên trùng nương đề nghị người phải do ta lựa chọn sau khi ta tán thành trùng nương lại gặp hắn nếu trùng nương cũng đồng ý vậy việc này không có vấn đề nếu trùng nương không thích vậy chọn lại thu hoạch lớn nhất khi ta tới thiên lương lý làng gặp được chu huynh tờ chung với chu huynh một đoạn thời gian ta rất hiểu chu huynh biết chu huynh khẳng định sẽ không tham gia tài vạn quan của nhà ta cho nên ta cho nên ngươi lựa chọn ta vẻ mặt chu phàm chết lặng nói Hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đang đào lộn trên dưới, hắn thật sự không ngờ hắn sẽ gặp phải loại chuyện này. "Ta lựa chọn ngươi, Chu Huynh là người thích hợp nhất ta từng thấy, sau khi trở về nói việc này với Trùng Nương, sau đó Trùng Nương lại tới Cao Tượng Thành gặp ngươi." Trùng Nương cũng đồng ý, Lý kiểu Nguyệt cười khẽ nói, "Bằng không ta cũng sẽ không nhắc tới việc này với Chu Huynh." Chu Phàm nghe thấy Trùng Nương đồng ý, tâm can hắn cũng nhảy lên, chẳng lẽ Trùng Nương thích ta? Nếu không thích, sao lại đồng ý lại chuyện này? chương 1654, Mo Giáp An. Nhưng cũng không thể nghĩ như vậy, dù sao cũng là Lý Huynh lựa chọn ta trước, có lẽ trùng nương chỉ cảm thấy ta cũng không tệ lắm, mới đồng ý. Dẫu sao muốn tìm được một người mà cả hai bọn họ đều hài lòng thực sự quá khó khăn. Tan nghĩ loại chuyện này làm gì? Chẳng lẽ ta còn muốn đáp ứng hai người bọn họ à? Tim Chu Phàm thắt lại, nghĩ, Chu Huynh, ý của ngươi thế nào? Lý Thử Nguyệt thấy Chu Phàm không lên tiếng, hắn lại mở miệng nói, có lẽ ngươi trở về suy nghĩ một chút đi không cần suy nghĩ trúc phàm có chút tức giận nói ta không biết vì sao ngươi và chúng nương lại có thể nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy lý huynh nếu ngươi muốn ta còn là bằng hữu của ngươi sau này đừng nhắc lại loại chuyện này nữa chu huynh chúng ta đã nói không tức giận mà lý Tiểu Nguyệt cười khổ nói ta không tức giận chu phàm sụng mặt nói vậy vì sao chú huynh không muốn là không thích trùng nương à lý cửu nguyệt thở dài hỏi ta đã gặp rất nhiều nữ tử nhưng trên dùng mạo có thể cùng so sánh với trùng nương là ít cỏi không có mấy không phải vấn đề trùng nương hai hàng lông mày chu phàm xếp lên mà là loại chuyện mượn giống sinh con này quá hoang đường ta không chấp nhận được ta đã bị một quái quyệt cùng một con rồng mượn giống hai lần rồi lý huynh ngươi e là không biết diện tích bóng ma trong lòng ta chu phàm có chút tim gan nguội lạnh nữa nếu tái lại tạo ra một hài tử nữa vậy hắn tự dưng có tới ba hài tử sau này hắn sẽ phải giải thích với nữ nhân mà mình thích thế nào cũng không thể nói ta là một nam tử chưa kết hôn có ba hài tử chứ. Đương nhiên quan trọng hơn là, Chu Phàm không thể chấp nhận loại chuyện vớ vẩn này. Chu huynh lo lắng hài tử sinh ra sẽ không được chiếu cố tốt à? Nếu là chuyện này, ta có thể bảo đảm với Chu huynh, ta và trùng nương sẽ chiếu cố tốt tiểu hài, hắn chính là người thừa kế của chúng ta, tương lai chắc không cần lo lắng. Lý Thử Nguyệt lại khuyên, không phải vấn đề này. Chu Phàm nhíu mày, Lý Thử Nguyệt nói, vậy Chu huynh khẳng định là không chấp nhận được sự thực trùng nương có quan hệ với ngươi là thê tử của ta. Nhưng ta cảm thấy không cần như vậy, kỳ thật ta đối với trùng nương, một mực coi nàng như muội muội, sau này cho dù sinh hoạt cùng một chỗ, cũng chia phòng mà ngủ, trùng nương trừ Chu huynh ra, cũng sẽ không có nam nhân thứ hai. Điểm này ta có thể bảo đảm với Chu huynh, Lý huynh, ta đã biểu đạt ý của ta rồi, xin đừng nhắc tới chuyện này nữa." Sắc mặt Chu Phàm nghiêm túc, chắp tay nói. Lý Cửu Nguyệt không biết các loại suy nghĩ trong lòng Chu Phàm, hắn thở dài nói, "Chu huynh không muốn, ta cũng không thể miễn cưỡng." Như vậy ta và trùng nương chỉ có thể xem xét lại một nhân tuyển mới vậy, xem xét nhân tuyển mới. Cái tránh trong tay Chu Phàm vỡ thành bột mịn, hắn lạnh lùng cả giận nói, "Lý huynh, các ngươi vì có được một hài tử, một người cam nguyện bán đứng thê tử của mình, một người muốn bán đứng thân thể của mình, là như vậy sao?" Nếu là vậy, Chu Phàm thật sự cảm thấy hắn nhìn nhầm Lý kiểu Nguyệt và Lý Trùng Nương rồi, sau này sẽ không lại có liên hệ bất kỳ gì nữa. "Chu huynh, ở trong mắt ngươi, ta và trùng nương là không ra gì như vậy sao?" Lý Cửu Nguyệt chua chát nói. Nhưng ta thấy các ngươi là làm như vậy. Chu Phàm lạnh lùng nói. Chu Huynh nghĩ như vậy là vì có một số việc ta phải giấu Chu Huynh, ta không trách Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt lại uống một ngụm rượu nhỏ, kỳ thật nói xem xét lại nhân tuyển, chỉ là cái khích tướng mà thôi. Ta và Trùng Nương là muốn có một hài tử, nhưng không bắn đứng bản thân, có nhiều hợp đồng tìm kiếm nhân tuyển đó quả thật tồn tại, nhưng có một tiền đề, đó chính là người mà Trùng Nương thích mới được. Ta chưa từng coi Trùng Nương là thê tử của ta, nàng là muội muội của ta cho nên không bán đứng thê tử của mình mà trùng ngương mà ta cũng hiểu nào nếu nàng không thích ngươi ngươi cho rằng nàng sẽ đồng ý sao chúc phàm trầm mặc hắn có thức không thể tin được nói vì sao trùng ngương lại thích ta cái này thì sao ta biết được lý kiều nguyệt lắc đầu nói nếu ngươi muốn biết ta gọi nàng đến để ngươi giáp mặt hỏi nàng có điều ta đã từng nói với ngươi trùng nương cho dù có thích ngươi tới mấy nàng cũng không thể ở cùng với ngươi Ngươi và nàng cùng lắm chỉ là một hồi duyên phận ngắn ngủi, ngươi có thể lưu lại cho nàng một hài tử, như nhiều thêm một chút cũng không được, ngươi còn muốn hỏi nàng không? Đương nhiên có lẽ ngươi sẽ muốn mang nàng đi, nhưng có lẽ nàng sẽ chết, có lẽ ta cũng sẽ chết, cho nên nàng ta sẽ không nguyện ý đi theo ngươi. Trên mặt Lý Cửu Nguyệt lộ ra vẻ bi thống, ta không muốn biết, Chu Phàm lắc đầu nói. Lý Cửu Nguyệt đã nói như vậy, vậy hắn hỏi được đáp án cũng không có ý nghĩa. Chương 1655, một đáp án hai vậy chu huynh vẫn không đồng ý à lý cửu nguyệt lại hỏi lý huynh ngươi là bằng hữu của ta bất kể ngươi nói như thế nào trùng nương trên danh nghĩa cũng là thê tử của ngươi nếu ta đáp ứng ngươi sẽ không còn là bằng hữu của ta nữa về phần trùng nương chu phàm dừng một chút nói lý huynh nói trùng nương thích ta cho dù là thật nhưng loại duyên phận ngắn ngủi này không phải thứ ta muốn vậy xin chu huynh cứ nói thẳng thắn cho ta biết chu huynh có thích trùng nương không ta nói là thích giữa nam nữ lý cửu nguyệt lại cười khẽ hỏi Chu Phàm trông mặc một chút nói. Lý Huynh, hỏi loại chuyện này có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Ngươi coi như là ta hỏi cho trùng nương. Trùng nương không tiện hỏi. Ta hỏi thay nàng. Lý Kiểu Nguyệt rót một ché rượu cho mình. Uống vào. Chu Huynh không cần cố Ki ta. Ta nói coi trùng nương là muội muội của mình. Vậy chính là muội muội. Dù sao ngươi cũng phải cho cô nương thích ngươi một đáp án. Cho dù các ngươi không thể ở cùng nhau. Ta nói có lý không? Chu Phàm thấy không thể né tránh. Hắn cầm lấy bao rượu cái chén đã bị hắn bóp nát, Hắn uống một hớp rượu lớn, nói: "Ta thích nàng, không chỉ là bởi vì bộ dạng của nàng, còn bởi vì mỗi lần nhìn thấy nàng, đều giống như ta và nàng đã từng quen biết rất lâu rồi vậy." Khóe miệng Lý Cửu Nguyệt hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh hắn lại sụ mặt nói: "Hay cho chú phàm ngươi, ta đối đãi với ngươi như huynh đệ, không ngờ ngươi lại có suy nghĩ không an phận với thê tử của ta, ngươi bớt thôi." Chu Phàm tức giận nói: "Ta chỉ là nghĩ, trước giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi càng không ra gì hơn ta." không ngờ muốn để thê tử của mình đi mượn giống sinh con cử nguyệt trước không nhịn được hắn phá lên cười nhưng rất nhanh nụ cười lại thu liễm nói chu huynh ta không lừa ngươi ta và trùng nương quả thật không tách ra được trùng nương cũng chính miệng nói với ta nàng thích ngươi nhưng sẽ không đi theo người nếu không tin ta gọi nàng ra cho ngươi hỏi nàng không cần chu phàm lắc đầu nói lý huynh ta tin ngươi sẽ không nói dối trên loại chuyện này thật sự không thể nói cho ta biết rốt cuộc là có chuyện gì sao là có người bức bách các người sao có lẽ ta có thể hỗ trợ xin lỗi lý cửu nguyệt thở dài một tiếng nói không ai bức chúng ta cả nhưng chúng ta thật sự không thể nói với ngươi hy vọng ngươi có thể thông cảm Chú phàm trong mặc, lý cửu nguyệt và lý trùng nương đều không chịu nói hắn cũng không thể nói gì chu huynh những lời nói trên bàn rượu chúng ta coi như chưa từng có lý cửu nguyệt giơ dự chén rượu lên nói được Chú phàm cầm lấy bầu rượu trạng với chén của lý cửu nguyệt hắn không thể đáp ứng mượn giống sinh con Chúng ngưng lại không thể cùng cùng hắn, vậy những lời này cũng chỉ có thể coi như chưa nói. Chỉ nghĩ đến một đoạn tình cảm lưu luyến chân chính của hắn cứ vậy không bệnh mà chát, Chu Phạm vẫn cảm thấy trong lòng có chút đau nhói. Nhưng không thể hiện ra ở trước mặt Lý Cửu Nguyệt mà thôi, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Lý Cửu Nguyệt hỏi. "Đương nhiên." Chu Phạm cười nói. "Nhưng ngươi cũng đừng nói ra sự kiện ta từng thích ngươi, bằng không ta sẽ nhớ lại bí mật ngươi nói đó." "Chu huynh, bí mật ta nói là giả." "Ồ." "Thật không?" tiệc rượu kết thúc chu phàm cáo từ lý kiểu nguyệt tiễn chu phàm tới cửa mới thấp giọng nói chu huynh sau này chúng ta sẽ không xem xét nhân tuyển sinh hài tử nữa không có người thừa kế vậy chúng ta sẽ cân nhắc thu dưỡng một đứa chu phàm hơi lần ra hắn hiểu được đây chỉ sợ là bởi vì hắn lý huynh không cần như vậy chuyện của các ngươi kỳ thật người ngoài chưa chắc có thể lý giải được suy nghĩ của các ngươi nếu sau này trùng ngương gặp người nàng thích mà ngươi lại cảm thấy không tồi không có lý cửu nguyệt cất ngang lời chu phàm ta rất hiểu trùng nương nàng sẽ không thích nam nhân khác ánh mắt của lý cửu nguyệt có chút yêu thương tâm tình chu phàm có chút trầm trọng hắn bỗng nhiên phát hiện mắt của lý cửu nguyệt và mắt của trùng nương rất giống nhau dường như trong mắt chứa một hồ nước đông bình lặng nhưng khi yêu thương lại khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng chu phàm không nói nữa mà là chắp tay lên xe ngựa rời đi hắn sợ mình nhất thời mềm lòng đáp ứng yêu cầu cực kỳ vớ vẩn đó vì thế mà lâm vào cục diện mình không muốn nhìn xe ngựa đi ra Lý Kiểu Nguyệt xoay người trở về, ngoài cửa sảnh, Nha Hoàn đã sớm lui ra. Chỉ còn lại một mình Trần Bác Bì, thiếu chủ, Trần Bác Bì không mình hành lễ, Bác Bì thầm thầm, đoạn thời gian này phê ngươi rồi. Lý Kiểu Nguyệt cười đỡ Trần Bác Bì dậy, đây vốn là chuyện lão nâu phải làm, Trần Bác Bì lắc đầu nói. Lý Kiểu Nguyệt không nhiều lời, hắn đi vào trong đại sảnh. Trước 1656, khiêu chiến mới, Trần Bác Bì vẫn đứng ở ngoài cửa sảnh, có nàng ở đây, không ai có thể lặng lẽ tới gần đại sảnh. Lý Cửu Nguyệt ngôi trên chủ tọa, Lý Trùng Nương dùng chậu đồng bưng nước ấm tới, vắt khăn lông trắng trong chậu, đưa cho Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt ta khăn mặt nóng, lao mặt một chút rồi thản nhiên nói: "Hắn cự tuyệt rồi, hắn cự tuyệt không phải là điều trong dự đoán sao?" Mắt Trùng Nương khép hờ, lông mi run run. Nếu hắn đáp ứng, ngươi sẽ thất vọng. "Đúng vậy, chỉ là chỉ ta vẫn muốn thử một chút." Trên mặt Lý Cửu Nguyệt lộ ra nụ cười, hắn dường như rất hài lòng sự cự tuyệt của Chu Phàm. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Trung Nương lại hỏi, có thể làm sao nữa? Lý Cửu Nguyệt thở dài một tiếng, không thể trước khi chịu chết. Vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, như vậy rất mất mặt, tốt nhất có thể giống mẹ, lưu lại một hài tử, nếu vận khí không tốt, vậy thôi. Lý Trùng Nương châm mặc, vì sao ngươi không nói gì? Lý Cửu Nguyệt hỏi, ta là cảm thấy chúng ta nói như vậy có ý nghĩa không? Là không có ý nghĩa, nhưng không phải chúng ta đều đã quen rồi sao? Lý Cửu Nguyệt nói khách, Chú Phàm trở lại phòng ở khách sạn, sau khi hắn ngồi xuống nhớ tới chuyện phát sinh trên tiệc rượu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vừa thở dài vì bệnh của Lý Cửu Nguyệt, cũng thở dài vì trùng nương vì mình. Loại chuyện này thực sự là quá phức tạp, trên đầu chọc của hắn có tóc chui ra, đan vào thành tiểu quyền, mắt tiểu quyền long lanh nhìn Chu Phàm, nàng không ngủ, từ trong lời nói của chú Phàm nàng đã biết phát sinh chuyện gì, chủ nhân, thì ra nhân loại các ngươi thích chơi như vậy à. Ngựa giống sinh con, quái quỷ các ngươi cũng sẽ chơi, Chu Phàm tức giận nói hắn nhớ tới bạch lãnh tôn ma cô yêu đó hắn cảm thấy có chút choáng váng đây đã là lần thứ ba hắn gặp phải muộn giống hai lần trước là bị bức may mà lần này còn biết lịch sự hỏi một chút sau đó bị hắn cự tuyệt nhưng cự tuyệt nàng như vậy liệu có được không tiểu quyền khoanh tay trước ngực nhíu mày nói bộ dạ của trùng nương xinh đẹp như vậy ngươi thích nàng nàng cũng thích ngươi. cử nguyện lại hy vọng muốn một hai tử đây hoàn toàn là chuyện nhất cử tam đắc nếu tiểu hỗn đản ngươi còn dám nói hưu nói vượn chân vịt một tháng của ngươi sẽ không còn sắc mặt chu phàm tối sâm nói gì mà nhất cử tam đắc tiểu hỗn đản này cũng dám nói thật chu phàm tức đến đau phổi tiểu quyển ủy khuất bĩu môi nhưng vì chân vịt vẫn không dám nói lung tung chu phàm nhớ tới những chuyện khiến hắn cảm thấy phiền lòng này hắn dứt khoát không nghĩ nữa mà rút đao ra tu luyện khách xạ chật hẹp nhưng hắn là cân nhắc vấn đề lựa chọn của vô cực đao cương ngược lại không gây trở ngại trong nháy mắt một ngày cứ vậy trôi qua buổi tối tiến vào khôi hạc không gian chu phàm vẫn đang tu luyện vô cực đao cương chỉ cần nắm giữ kỹ xảo đối với hắn mà nói đây không phải việc khó có điều bởi vì hắn chỉ là khí cương sơ đoạn có một số tư tưởng bởi vì lượt thối luyện chân khí thứ ba không đủ tạm thời vẫn rất khó thực hiện hắn nắm chìm trong tu luyện không nghĩ chuyện của lý cửu nguyệt và lý trùng nương nữa nhưng cả người lại biến hành chăm mặc hơn rất nhiều chú phàm có phải đã xảy ra chuyện gì không tự phù cũng cảm thấy cảm xúc của chú phàm không thích hợp chỉ là trong hiện thực gặp một chút chuyện phiền lòng đã giải quyết rồi chú phàm cười lắc đầu ta cũng không thể nói với tiểu nha đầu có người tìm cha ngươi mượn giống được chu pham tham nghi tực phù nưu thuận dạ một tiếng không hỏi nữa chờ tới ngày kia ta sẽ cho ngươi phụ thân chu pham lại nói với chu tiểu miêu ngày kia à chu tiểu miêu do dự một chút nói hiện tại ta không gấp chờ thêm một chút sao ngươi lại không gấp lúc trước chính là không ngừng thúc giục ta mà chu phàm có chút bất ngờ nói vẫn chưa chuẩn bị xong chu tiểu miêu hừ một tiếng nói Chờ một chút đi. Cái này tùy ngươi. Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu không chịu nhiều lời, hắn cũng không hỏi nữa. Phụ thân đối với Chu Phàm mà nói, càng muộn thì càng tốt. Chu Tiểu Miêu nói chờ một chút, hắn đương nhiên cũng không có ý kiến, có điều cho dù hắn có ý kiến cũng vô dụng, dẫu sao phụ thân này vẫn là Chu Tiểu Miêu quyết định. Sáng sớm dậy, Chu Phàm ăn xong bữa sáng, lại giống như thường ngày tới Nhi Loan Ti phủ điểm mão, đi một vòng ở Nhi Loan phủ, hắn trở nên do dự, hôm nay có tới thư viện không? Nếu là thường ngày, hắn khẳng định sẽ không chút do dự tới thư viện tiếp tục học tập nhưng có chuyện ngày hôm qua tới thư viện có lẽ sẽ gặp phải trùng nương khó tránh khỏi lại cảm thấy xấu hổ nhưng cứ trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp trái lo phải nghĩ chúc phàm cắn răng hắn vẫn trực tiếp ra khỏi nhi loan ti phủ lên xe ngựa bảo mã phu đưa hắn đến thư viện chương 1657, khiêu chiến mới hai chu phàm tự nhận không thạnh với lương tâm đã không thạnh với lương tâm cứ ngượng như như tiểu nữ nhi ngược lại sẽ khiến người ta khinh thường sau khi hiểu rõ Chu Phàm biến thành bình tĩnh hơn rất nhiều. Chú Phàm đến thư viện, hắn trực tiếp tiến vào thư viện, thấy thời gian còn sớm, tới giảng đường của lớp chữ giáp. Hắn vốn cho rằng trùng nương có lẽ sẽ không có mặt, nhưng trùng nương lại ở đây. Không chỉ có trùng nương, trừ ôn hiểu, đỗ nây, hùng phi tú, dạ lai thiên hương ra. Khiến Chu Phạm cảm thấy bất ngờ là, nhất hành đã lâu không gặp cũng có mặt. Chu đại ca, ly trùng nương đi tới mỉm cười nói. Sắc mặt trùng nương bình tĩnh, giống như hôm qua không hề có chuyện gì phát sinh vậy chu Phạm hơi gật đầu chu huynh phiên phức của ngươi tới rồi trên mặt đỗ nê lộ ra nụ cười xấu xa phiên phức gì chu Phạm nhướng mày hỏi a di đà phật nhất hành mặc tăng bào trắng chấp tay trước ngực nói là tiểu tăng hy vọng được luận bàn một hồi với chu thí chủ chu Phạm châm mặc một chút hỏi lớp chứ giáp có nhiều ngươi như vậy vì sao lại là ta bởi vì ngươi là khối thủ đỗ nê trả lời thay nhất hành hắn vẻ mặt sung sướng nói ngươi là người mạnh nhất trong lớp học hắn đánh thắng ngươi không cần thiết phải đánh với người khác nữa. A Di Đà Phật, Nhất Hành lại bình tĩnh nói. Đỗ Thi chủ nói có lý, nhưng nếu người khác muốn đánh với Tiểu Tăng, Tiểu Tăng cũng sẽ ứng chiến. Chu đại ca, vừa do Nhất Hành nói với chúng ta hắn đã vượt qua ngưỡng cửa của phàm nhân, tiến vào đạo cảnh rồi. Ly Trùng Nư ôn nhu nói. Hai mắt Chu Phàm nghiêm lại, nhìn về phía Nhất Hành, chính là như vậy, nếu không Tiểu Tăng sao dám khiêu chiến Chu thí chủ? Nhất Hành gật đầu thừa nhận, đã là tu sĩ đạo cảnh, nếu Nhất Hành không nói sai, vậy hắn là người tiến vào đạo cảnh đầu tiên trong lớp sắc mặt chu phàm trở nên ngương trọng nhất hành ngươi dùng đạo cảnh đánh với chu huynh cho dù thắng cũng không vẻ vang gì đỗ nê chèn ép nói tỳ thí như vậy cũng có ý nghĩa gì tiểu tăng và chu thí chủ tuổi tác tương đương có thể tiến vào đạo cảnh là bản sự của tiểu tăng vì sao tiểu tăng không thể dùng tu vi cũng là một bộ phận của thực lực nhất hành lắc đồng nói nếu áp chế cảnh giới tiểu tăng thừa nhận nếu tiểu tăng chỉ là khí cương đoạn sẽ không phải là đối thủ của chu thí chủ chỉ có tiến vào đạo cảnh tiểu tang mới có lòng tin có thể thắng chu thí chủ chu thí chủ ngươi có dám đánh một trận với tiểu Tăng không thanh âm của nhất hành rất bằng phẳng nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được chiến ý của hắn ba người hùng phi tú dạ lai thiên hương ôn hiểu đều không lên tiếng sau khi bọn họ biết nhất hành thuận lợi tiến vào đạo cảnh đều cảm thấy rất khiếp sợ võ cảnh và đạo cảnh chính là cảnh giới hoàn toàn khác nhau đã có không biết bao nhiêu võ giả khí cương đoạn cả đời không thể tiến thêm một bước bước vào đạo cảnh nhưng đại khảo lớp chữ giác vừa qua không lâu tiết hành bế quan di gian đã là đạo cảnh tiến cảnh như vậy sao không khiến bọn họ cảm thấy giật mình bọn họ cũng muốn biết chu phàm sẽ trả lời thế nào kỳ thật cho dù chu phàm cự tuyệt bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì chênh lệch giữa võ cảnh và đạo cảnh thật sự quá lớn là chênh lệch một vàm người nếu chiến đấu chính diện một tu sĩ đạo cảnh thậm chí có thể giết chết người võ giả khí cương đoạn võ cảnh muốn chiến thắng đạo cảnh huyền diệu cơ hồ là chuyện không thể nhất là nhất hành còn là đệ tử thiên tài của đại phật tự Ngươi như vậy tiến vào đạo cảnh, tu sĩ đạo cảnh đệ nhất cảnh bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Chu huynh, ngươi chắc không phải là muốn đáp ứng hắn chứ? Đỗ Nê thấy Chu Phàm không trả lời, hắn cười hỏi, ngươi đáp ứng hắn không phải tự ngược sao? Chu Phàm không để ý đến đỗ Nê, hắn nhìn nhất hành cười nói, "Được, chúng ta luận bàn một chút đi." Nghe thấy Chu Phàm đáp ứng, trong giảng đường đều yên tĩnh, mắt đỗ Nê trận trừng nói, "Chu huynh, ngươi không phải ngươi tự ngược, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể thắng sao?" sao lòng thắng bại của ngươi lại nặng như vậy chú phàm nếp đỗ nê một cái thản nhiên nói thắng thua đều không quan trọng luận bàn đối với hai bên mà nói chỉ là cùng tiến bộ ta di đà vật nhất hành thờ dài chú thí chủ có thể buông bỏ lòng thắng bại chính là người tự tại tiểu tăng không bằng tin ngươi mới là lạ đỗ nê lầm bồng một tiếng nói lý trùng Ngương có chút lo lắng nhíu mày nhưng không lên tiếng khuyên bảo tìm một chỗ đi chú phàm nhìn nhất hành nói chúng ta tới hoang dã ngoài thư viện nơi đó đủ lớn Nhất Hành châm ngâm một chút nói. Chu Phạm tất nhiên không có ý kiến. Bọn Chu Phạm và Nhất Hành từ cửa sau thư viện đi ra. Chương 1658, mở cá cược. Bảy người của lớp chữ giáp cùng chia lại trong thư viện, nhận không ít sự chú ý của học sinh trong viện, nhưng không ai dám tùy ý tới vần. Chờ bọn họ đi tới cửa sau thư viện, phát hiện chiếu thâm thâm, Hậu thập tam kiếm đã chờ sẵn ở cửa sau. Sao hai người khác ngươi lại ở đây? Chu Phạm có chút kinh ngạc hỏi. Chiếu thâm thâm không trả lời, Hậu thập tam kiếm cười nói ta nghe đỗ huynh nói chu huynh và nhất hành huynh muốn luận bàn liền bỏ việc chạy tới mọi người đồng loạt nhìn đỗ nê đỗ nê cười gượng một tiếng nói ta nghĩ dù sao cũng là luận bàn quan trọng của lớp chữ giáp phát tin cho ba người bọn họ nếu có hứng thú muốn xem thì tới nhiều người cũng náo nhiệt hơn một chút may mà hôm nay ta đến thư viện bà không đã bỏ lỡ một trò hay rồi sau lưng mọi người vang lên thanh âm của trương lý tiểu hồ trương lý tiểu hồ cũng tới thế là mười người của lớp chữ giáp đều tới đủ sở dĩ đỗ nê có phương pháp liên hệ tiêu tức phù với người khác trong lớp học đó là bởi vì lần trước khi đóng giữ thôn bọn họ để tiện liên hệ đã trao đổi tiêu tức phù với nhau từ cửa sau đi ra mọi người thi triển thân pháp đi đường chu đại ca lý trùng ngương đi cùng chu phàm mà đi bên kia nàng là dạ lai thiên hương sau khi dạ lai thiên hương bị lý trùng nương cự tuyệt không từ bỏ đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn trùng nương nếu cộng thêm ta vậy chính là quan hệ tứ giác phức tạp rồi chú ý thấy một màn này hóe miệng chu phàm giật giật nghĩ hắn bình tĩnh nói trùng ngương, đây chỉ là một hồi luận màn không cần lo lắng ta không lo lắng lý trùng nương dịu dàng cười chu đại ca dám ứng chiến khẳng định là có nắm chắc nhất định ta chỉ là muốn bảo chu đại ca cẩn thận một chút chu phàm ừ một tiếng hắn thở dài trong lòng cũng không biết ngày hôm qua lý cửu nguyệt nói gì với nàng thái độ của nàng đối với ta ngược lại không hề có chút biến hóa mà bên kia chiều thâm thâm bước nhanh tới bên cạnh nhất hành hắn liếc nhất hành một cái nói ngươi đã tiến vào đạo cảnh rồi à Chiêu thâm thâm biết nhất hành chưa chiến chu phàm hắn vội vàng chạy tới nhưng tình huống cụ thể thì không rõ nhất hành hơi lật đầu Chiêu thâm thâm không nói nữa đối với điều này hắn không cảm thấy bất ngờ nếu nhất hành vốn chính là khí cương đã không đột phá sao dám tiếp tục khiêu chiến chu phàm rất nhanh bọn họ một đường đi nhanh tìm được một mặt cỏ trống trải nơi này đã rời xa thư viện cũng không thấy bất kỳ quái quyệt nào bọn ly trùng nương đi tới một bên nhìn chu phàm và nhất hành trong sân Nhất Hành nhìn Chu Phàm nói: "Ngươi còn một thanh đao không mang đến, như vậy không sao chứ?" Nhất Hành là nói đức tự đao của Chu Phàm. Thanh đao này quá lớn, Chu Phàm không thể cả ngày đao trên người, hắn cất đức tự đao vào chữ vật chi thư. Chu Phàm do dự một chút nói: "Các ngươi đợi một chút, ta đi lấy đao của ta." Bọn Nhất Hành đương nhiên không có ý kiến, trong lòng cũng hiểu, Chu Phàm chắc là có một khí cụ chữ vật đặc tù, bọn họ đều xuất thân lai lịch bất phàm. Sẽ không thèm khát gì một khí cụ chữ vật của Chu Phàm có điều chu phàm muốn giữ bí mật với bọn họ cũng không phải chuyện kỳ quái gì thân ảnh của chu phàm nhấp nháng rất nhanh đã biến mất trước mắt bọn họ nhân lúc chu huynh vẫn chưa quay về mở cược đi trương lý tiểu hồ đảo mắt nói ta làm nhà cái các ngươi có thể đặt chu huynh thắng cũng có thể đặt nhất hành pháp sư thắng đặt một bồi một bất kể là huyền tệ hay là luyện khí tinh ngọc đều được chu phàm khẳng định chưa đi bước vào đạo cảnh vì sao tỷ đệ cực không cao hơn một chút hùng phi tú liếc trương lý tiểu hồ hỏi hùng đại tiểu thư ta làm sinh ý, không dám làm lớn. Nhất hành pháp sư đã tiến vào đạo cảnh, nhưng Chu Huynh chính là chưa từng thua bao giờ. Trương Lý Tiểu Hồ vẻ mặt đau khổ nói. Hùng Phi Tú hừ một tiếng, nàng từ mình trong phù đại lấy ra một tập ngân phiếu đưa cho Trương Lý Tiểu Hồ. Ta đặt ngươi vạn huyền tệ Chu Phàm thắng. Trương Lý Tiểu Hồ cười hi hi nhận ngân phiếu. Còn ai nữa không? Nhất hành cũng là người luận võ lần này, lại là người xuất gia. Hắn bất đắc dĩ niệm một tiếng A Di Đà Phật. Nhất hành, ngươi đừng khiến ta mất cả trí lân trái nhé. Đốt Nê cắn răng lấy 10 khối luyện khí tinh nọc màu lam giao cho Trương Lý Tiểu Hồ, đặt nhất hành tháng. Lý Trùng Nương cười khẽ nói, Trương Lý Huynh, ta đặt 100 vạn huyền tệ chu đại ca thắng, nhưng hiện tại không mang nhiều tiên như vậy ở trên người, có thể nợ trước không? 100 vạn huyền tệ, ra mặt Trương Lý Tiểu Hồ run lên, hán thầm đọc câu cầu phú quỷ trong hiểm nguy nói. Lý Cô Nương, đương nhiên không có vấn đề. Trương 1659, mở cá cược 2, dạ lai thiên hương đang nhìn Lý Trùng Nương không chớp mắt, Nàng nghe thầy Lý Trùng Nương nói như vậy, cũng mở miệng nói. Ta đặt 50 vạn huyền tệ chu huynh thắng, ngân phiếu thua sẽ đưa ngươi. Được được được, Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng đáp ứng, Trương Lý Tiểu Hồ lại nhìn về phía ba người ôn hiểu, chiêu thâm thâm, hậu thập tam kiếm chưa đánh cược. Ta là một quỷ nghèo, cũng không có bao nhiêu tiền, hậu thập tam kiếm xài tay nói. Nhưng ta có thể đặt cực lượng cung ứng nguyện khí tinh ngọc màu lam tháng sau cho Chu Huynh Thắng, Trương Lý huy nhận không? Lại là Chu Phàm. Sắc mặt Trương Lý Tiểu Hồ khẽ biến, con ngươi hắn đảo quanh một chút nhìn nhất hành vẫn đứng bất động hắn hử một tiếng nói nhật ta không cược côn hiểu lắc đầu nói ta cảm thấy hai người bọn họ ngang nhau thắng bại khó có thể dự đoán vẫn chứ thâm thâm vẫn căng cứng nhưng ánh mắt hắn nhìn chương lý tiểu hồ lại biến thành nóng rực ta muốn đặt 300 vạn huyền tệ Cư chu phàm sẽ thắng ngươi dám nhận không 300 vạn huyền tệ khoe mắt trương lý tiểu hồ giật kịch liệt đây đã là luyện khí tinh ngọc màu lam một năm của lớp chữ giáp rồi sao ngươi sợ ta không trả được à? nếu ta thua, luyện khí tinh ngọc màu lam một năm ngươi cứ lấy đi là được. chiếu thâm thâm lại nói. trừ nhất hành, tất cả mọi người đều nhìn chiếu thâm thâm, chiếu huynh thật sự rất quyết đoán. đỗ lê cười khen. trương lý tiểu hồ hô lên với nhất hành, nhất hành đại sự, ngươi thật sự đã tiến vào đạo cảnh sao? ngươi đừng có lừa ta. Cho trương lý tiểu hồ, nếu nhất hành đã tiến vào đạo cảnh, vậy phần thắng sẽ rất lớn bằng không chỉ có thư sinh nhờ đỗ ne này đặt 10 khối luyện khí tinh ngọc màu lam nhất hành hắn chắc sẽ đền tới táng ra bại sản nhất hành đứng ở trong gió lạnh không trả lời trương lý tiểu hồ hắn cảm thấy trong lòng có chút lành lạnh thì ra không có mấy người tin hắn sẽ thắng ngươi rốt cuộc có nhận không chứ thâm thâm lạnh lùng dục trương lý tiểu hồ lại hô nhất hành pháp sư ngươi đã tiến vào đạo cảnh chưa 300 vạn huyền tệ không phải là con số nhỏ cộng thêm tiền cược trước đó trương lý tiểu hồ không dám nhận bừa a di đà phật ngươi xuất ra không nói dối. Tiểu Tăng quả thật đã tiến vào đạo cảnh, nhưng thua cũng đừng trách Tiểu Tăng. Nhất hành châm mặc một chút, bất đắc dĩ trả lời, đạo cảnh chẳng lẽ lại không thắng được một võ cảnh. Trương Lý Tiểu Hồ hừ lại một tiếng, nói, ta nhận, nhiều ngươi như vậy ở đây. Ngươi đừng đa quy nợ. Ta hy vọng ngươi đừng quy nợ mới đúng, chứ thâm thâm nói. Mở chữ vật chi thư, đi đến chỗ không người, lúc này Chu phàm mới lấy ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vinh hạnh được phục vụ người yêu sách, xin hỏi nhà tiểu minh ngày đầu mua bốn con già ngày hôm sau lại mua bốn con xin hỏi đến ngày thứ ba nhà tiểu minh tổng cộng có mấy con gà tiểu quyền khi chữ vật chi thư còn chưa nói xong đã chui ra nàng nghe xong câu hỏi liền hô lên chủ nhân để ta đáp trước ngươi nhanh lên chu phẳng bất đắc sĩ nói đầu tiên khẳng định không phải tám con đáp án sẽ không đơn giản như vậy tiểu quyền lẩm bẩm vậy là bao nhiêu con nó nói ngày thứ ba nếu ngày thứ ba cũng mua bốn con vậy chắc là 12 con mới đúng. Như là làm thế nào mới có thể xác nhận nó vào ngày thứ ba xem mua bốn con. Phải biết rằng Tiểu Minh có thể ngày thứ ba là một con cũng không mua, cũng có khả năng là hai, ba con, năm, sáu con. Hơn nữa cho dù ngày thứ ba mua, hắn cũng có thể vào hai ngày trước đã giết và ăn rồi. Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu con, Tiểu Quyền cảm thấy đầu mình có chút tráng váng, đề này quá khó, mặc kệ, chỉ có thể cực một ván, đáp án là 12 con. Đáp án sai người yêu sách còn có một cơ hội chữ vật chi thư chuyên gia thanh âm sung sướng đáp án là tám con chu Phạm vội nói chúc mừng đáp án chính xác chữ vật chi thư đã mở tiểu quyền buồn bực nói vì sao đáp án lại đơn giản như vậy vì sao là tám con chu Phạm vừa mở chữ vật chi thư vừa cười nói đề này vốn đơn giản như vậy đáp án của nó không tính là hợp lý nhưng chính là bố trí cho những người cho rằng nó không đơn giản nó là phản tâm lý nói chung đáp án chính là như vậy ngươi đừng không phục sách nhỏ vô sỉ Tiểu Quyền ảo não nói. Đáng tiếc chữ vật chi thư không hề đáp lại. Chú Phàm từ trong chữ vật chi thư lấy ra đức tự đao, hắn khét chữ vật chi thư lại. Chủ nhân, nhất hành đó rất khó đối phó à? Cần ngươi dùng cả song đao sao? Tiểu Quyền có chút khó hiểu nhìn Chu Phàm nói. Không thể nói là khó, được dùng song đao là cơ hội tốt hiếm có. Đương nhiên phải thực tiễn một phen. Chương 1660, đừng lâu là. Chu Phàm cười cười cất chữ vật chi thư vào phủ đại, "Được rồi, mau về thân thể ta đi." chúng ta phải quay lại tiểu quyền lại gặp phải đáp đề thất bại Na u rũ ừ một tiếng chui vào trên cái đầu chọc của chu phàm thân thể chu phàm chỉ thuấn di mấy cái là vê tới bên cạnh mọi người lúc này trương lý tiểu hồ vừa hiện xong đánh cược của chiếu thâm thâm làm sao vậy chu phàm cảm thấy bầu không khí giữa mọi người có chút quái không nhịn được hỏi chu huynh ngươi phải thương cho nhất hành hắn muốn thắng ngươi tới sắp điên rồi ngươi nhất định phải lưu thủ thu hắn trương lý tiểu hồ nhìn chu phàm với vẻ mặt đau thương trương lý thí chủ đùa hơi quá rồi sắc mặt nhất hành nghiêm túc nói trương lý tiểu hồ ho khẽ một tiếng không nói nữa chú thi chủ trương lý thi chủ chỉ là nói đùa thôi xin phải nhất định toàn lực ứng phó nhất hành lại trong giọng nói hắn muốn thắng nhưng không muốn cầu xin để thắng chu đại ca trương lý huynh vừa mở cược rất nhiều người đều mua ngươi thắng cho nên hắn muốn ngươi thua lý trùng nương cười giải thích lúc này chu phàm mới hiểu được hai mắt hắn hơi sáng lên nhìn trương lý tiểu hồ nói ta có thể đánh cược không? ta cược mua mình thắng, vậy khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không ra lận. ngươi muốn mua mình thắng bao nhiêu? trương lý tiểu hồ cảnh giác hỏi. trước mắt cao nhất là bao nhiêu? chu phàm hỏi. trước mắt cao nhất là 300 vạn huyền tệ của chú thâm thâm. trương lý tiểu hồ nói. chu phàm có chút kinh ngạc nhìn chú thâm thâm, chú thâm thâm vẫn nghiêm mặt, không có bao nhiêu biểu cảm. chú huynh đúng là để mắt tới ta. chu phàm cười nói. vậy ta muốn mua mình thắng một ngàn vạn huyền tệ một ngàn vạn huyền tệ ra mặt trương lý tiểu hồ run lên nói chu huynh ngươi là tỷ thí người ta không chấp nhận đặt cược của ngươi chu đại ca hay là ta đặt thêm cho ngươi lý trùng nương ở bên cạnh cười khẽ nói vậy cũng không được ta đã phong bàn rồi trương lý tiểu hồ lại nói trương lý tiểu hồ đúng là không dám nhận nữa nếu bằng không chu phàm thắng vậy hắn cân nhắc nên là dạng phương thức tự sát gì thì thích hợp hơn hiện tại hắn có chút hoảng rồi vậy quá đáng tiếc chu phàm có chút tiếc nuối nói hắn bước vào trong sân rất nhanh liền đứng đối diện nhất hành một ngàn vạn huyền tệ trên mặt nhất hành lộ ra nụ cười nói xem ra chu thí chủ rất có lòng tin hàng tu sĩ chúng ta nếu chút lòng tin này cũng không có vẫn sao có thể đi được xa hơn trên con đường này chu phàm rút đao gì ra nói lần luận bàn này có quy củ gì không cứ dựa theo quy củ luận bàn của võ giả là được rồi nụ cười trên mặt nhất hành thu liễm tịch thì không phải sinh tử chiến giữa võ giả trừ binh khí của mình ra đều cấm sử dụng bất kỳ khí cụ phù nào ngươi đã tiến vào đạo cảnh có thể sử dụng rất nhiều khí cụ mà võ giả không thể sử dụng đối với ngươi sợ rằng là không công bằng hai hàng lông mày chu phàm nhướng lên nói không ngại nhất hành lắc đầu nói ta không có khí cụ muốn dùng ngũ ngổ cảnh giới tu vi của ta vốn đã chiếm tiện nghi sao có thể mọi chuyện đều chiếm tiện nghi nếu chu thí chủ không phản đối vậy chúng ta có thể ban giao chu phàm không nói nữa hắn gật đầu tỏ vẻ có thể bắt đầu mọi người ở bên cạnh cũng hết sức chăm chú nhìn muốn biết trận chiến đấu có trên lệch cảnh giới không nhỏ này là ai sẽ thắng sắc mặt nhất hành nghiêm túc hắn đánh ra một trưởng vẫn là cương trường màu vàng đẩy ngang ra tác xúc cho không khí cũng biến thành có chút hít thở không thông cương trường màu vàng của nhất hành trong giây lát là tới chu phàm chém một đao vấn vít chân khí lên trên cương trường âm một tiếng cả người chu phàm bay ra rơi xuống đất liên tục giam ra ba dấu chân rất sâu mới ngừng lại ánh mắt hắn nhìn nhất hành vẫn bất động hùng phi tu ồ lên một tiếng Nàng cảm thấy chu phàm không đến mức kém như vậy không ngờ một trưởng là bị đánh bay tiểu tú tú cho dù là mới tiến vào đạo cảnh chân khí trải qua ba lần thối luyện đều là chân chính sinh ra biến hóa về chất nó vừa bao hàm chân khí nhưng lại không hoàn toàn là chân khí chỉ là uy lực mà nói còn đang sợ hơn chân khí đã thối luyện ba lần của khí cương đoạn rất nhiều ly trùng nương nhẹ giọng giải thích chu thi chủ đừng lâu là nhất hành không thử thắng xong lên lại chậm rãi nói chu phàm cảm thấy hộ khẩu cầm đao gì hơi run lên trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói đây vẫn là lần đầu tiên hắn tỉ thí mặt đối mặt với tu sĩ tạo cảnh hắn cười khẽ một tiếng bổ ra một đao chân chính xe đao cương trong suốt như ẩn như hiện trong không trung mọi người còn chưa thấy rõ đã lập tức xé rách tăng bảo ở cánh tay trái của nhất hành